Chào mừng các bạn đến nghe chuyện tại chuyện hay.com. Nếu thấy hay hài cho mình xin một đăng ký kênh, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quỷ diệt chi băng trụ cân vớt, chương 31 đồ hèn nhát, lần này thật muốn xong đời. Agasuma Zenitsu bây giờ kinh hoàng vô cùng nghĩ đến. Mặc dù hắn cảm thấy mình vận khí rất tốt, mỗi lần ngất đi sau đó đều phát hiện phía trước truy kích hắn quỷ đều biến mất không thấy. Nhưng mà lần này cái này nhìn thực sự quá tàn bạo. Chắc chắn sẽ không giống trước đây ra hỏa buông tha hắn. Bởi vì ngay mới vừa rồi, ngay tại hắn chỗ núp bốn phía, hắn tận mắt nhìn thấy cái kia cơ thể vô cùng khổng lồ, nhìn rõ ràng so trước đó quỷ càng cường đại hơn ra hỏa, một ngụm liền đem một cái kiếm sĩ cho nuốt vào. Cái kia thực sự quá có thể chụp, cả kinh hắn trái tim nhỏ ùm cuồng loạn, tiếp đó hắn lại bị cái kia toàn thân mọc ra cánh tay quỷ phát hiện ra, trực tiếp truy sát mà đến, hắn nhanh chóng xoay người liền chạy. Tiểu tử kia, ngươi không trốn thoát được, nhanh tiến vào trong bụng của ta. Dùng đến phi thường khủng bố âm thanh, tay quỷ thân thể cao lớn dần dần tới gần, dọa đến Agasuma Zenitsu sợ hãi kêu liên tục. Xong đời, ra ra, ta phải chết, nguyên lai là ngươi a. Đột nhiên, lạnh vũ âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh, rời đi một người một quỷ lực chú ý. Lãnh vũ nhìn xem cái kia giữ lại kim sắc bên trong tóc ngắn tròn lông mày thiếu niên, nhận ra hắn là trước kia khí tức cổ quái gia hỏa, thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này, quả nhiên không chết. Ai, có người tới. Agasuma Zenitsu lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, sau đó lông mày nhíu một cái, ngươi chạy mau, gia hỏa này rất lợi hại, căn bản vốn không giống như là cuối cùng tuyển bạt bên trong xuất hiện trình độ, ít nhất đã ăn mấy chục người. Nói. Agasuma Zenitsu hướng về phương hướng ngược nhau chạy trốn. Còn có cái này con quỷ khí tức xa xa so trước đó gặp gia hỏa muốn mạnh, chẳng lẽ chính là cái này gia hỏa? Lãnh vũ tâm công chính đang suy tư. Lại tới đi, hồ ly tiểu tử. Ha 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 ha, tay quỷ chú ý tới lãnh vũ trên trán treo khối kia thủy lam sắc tiêu tai mặt nạ, phát ra sâm sâm cười lạnh, đồng thời một cánh tay mở rộng mà ra, trực tiếp công kích bên kia Agasuma Zenitsu. Cẩn thận, lãnh vũ nhìn không được lên tiếng nhắc nhở, đồng thời cơ thể lập tức hướng về bên kia dựa vào, muốn ngăn cản tay quỷ công kích. Hắn mặc dù không phải đại thiện nhân, nhưng mà cũng sẽ không tùy ý quỷ ở trước mặt hắn giết người. Chỉ bất quá vừa rồi hắn bị tay quỷ câu nói kia rời đi lực chú ý, chậm một bước. Agasuma Zenitsu bị cái cánh tay này trực tiếp trúng đích, trực tiếp đụng phải trên cây, tiếp đó hôn mê bất tỉnh. Đúng lúc này. Ngất đi Agasuma Zenitsu bỗng nhiên từ từ đứng lên, hoàn toàn không có bận tâm trên trán lưu lại tiên huyết, chậm rãi đưa tay đặt tại chuôi đao phía trên. Gia hỏa này khí tức cải biến, tại lãnh vũ cảm giác phía dưới, cảm giác rõ ràng nhưng trước mắt thiếu niên tóc vàng này đột nhiên giống đổi một người, toàn thân tản ra khí tức ác liệt. Quả nhiên không phải dựa vào vận khí sống sót sao, lãnh vũ cảm thấy Agasuma Zenitsu khí tức tuyệt đối không kém. Hơn nữa bây giờ tràn đầy sát ý, hắn không cảm thấy tay quỷ có thể kế tiếp lôi đình một kích sống sót xuống. Nhưng mà, lãnh vũ lập tức ngăn chờ hắn. Xin đem hắn giao cho ta a. Lãnh vũ đem bóng lưng lưu cho Agasuma Zenitsu, tay phải duỗi ra, nói khẽ. Nghe được câu này Agasuma Zenitsu, dừng lại 3 giây, kế tiếp lại đưa tay thả trở về. Lạch cạch, phảng phất nghe được bọt khí âm thanh nổ tung sau đó. Agasuma Zenitsu hai mắt bỗng nhiên vừa mở. Ai, vừa mới phát sinh chuyện gì? Là ngươi đang bảo vệ ta sao? Agasuma Zenitsu nhìn đứng ở trước mặt hắn lãnh vũ lộ ra ánh mắt cảm kích. Ha ha, lãnh vũ cười trừ, quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía tay quỷ. Vừa mới cái kia tóc vàng tiểu quỷ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cảm giác giống biến thành người khác một dạng, vậy mà để ta cảm thấy tử vong ảo giác. Đơn giản không thể tha thứ, không thể tha thứ, tay quỷ lộ ra phát điên một dạng biểu lộ, vừa mới ngươi nhận ra cái mặt nạ này lai lịch, đúng không, lãnh vũ ánh mắt thanh lãnh, chỉ cái trán bên cạnh treo mặt nạ. Không sai, ngươi tiểu tử này là Urokodaki tên hỗn đản kia đệ tử a. Từ ta lúc đầu bị tên kia chụp tới thời điểm, ta chỉ muốn hảo như thế nào trả thù hắn. Ngươi biết không, hắn chết ở trên tay của ta đệ tử đã có mười mấy cái. Kế tiếp liền rơi xuống ngươi. Tay quỷ nghe được cái này, biểu lộ trở nên phẫn nộ. Ta biết a, từ vừa mới bắt đầu liền biết. Lãnh vũ lạnh lùng hồi đáp,
ta lần này tới cũng là bởi vì Thương Thỏ cùng Makomo thỉnh cầu, xem như Urokodaki tiên sinh sở bồi dưỡng kiếm sĩ. Ta, tuyệt không tha thứ ngươi. Ha 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 ha, ngươi không nghe thấy gia hỏa này nói qua sao? Ta thế nhưng là ăn qua hơn mấy chục cái ngươi dạng này tiểu quỷ. Trong đó còn bao gồm Urokodaki cái kia hỗn đản mười mấy tên học trò. Tay quỷ phát ra tùy ý tiếng cười, muốn chọc giận Lạnh Vũ, để hắn cảm xúc không ổn định. Đây là hắn đối phó Makomo chiêu số. Bất quá dạng này cho vặt đối với Lạnh Vũ tới nói căn bản không cần, hắn đã đạt đến tâm như bàn thạch cảnh giới. Phải không, đây chính là di ngôn của ngươi a? Lạnh Vũ nhàn nhạt nở nụ cười, tay phải chậm rãi nắm chặt thiên luân đao, tiếp đó lộ ra biểu tình hài hước. Có thể tại dạng này trong lao ngục sống lâu như thế, còn không có bị quỷ sát đội thanh trừ, xem ra ngươi ẩn núp rất khá đâu. Đồ hèn nhát, chương 32 giảo hoạt tay quỷ. Đồ hèn nhát, ngươi cũng dám nói ta là đồ hèn nhát, ta thế nhưng là đã ăn 50 nhiều người quỷ, từ 47 năm trước một mực sống đến nay. Ở đây không có một cái quỷ là đối thủ của ta. Tay quỷ kiêu ngạo nói, không sai, qua mấy thập niên, mới ăn 50 nhiều người, xem ra ngươi một mực đều tại ẩn giấu tung tích của mình, cái này còn không phải là đồ hèn nhát, vẫn là cái gì? Lạnh Vũ lạnh lùng giễu cợt nói, ngươi cái tên này, tay quỷ giận quá thành cười, ha ha ha, ta nhất định phải giết ngươi, giống như phía trước Urokodaki phái tới các tiểu quỷ một dạng. Ngươi còn chưa xứng nhắc lên bọn hắn. Lạnh Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ngữ khí nở rộ xâm nhiên hàn ý, đồng thời phóng thích toàn bộ khí tràng, ánh mắt trực chỉ tay quỷ. Có trong nháy mắt, tay quỷ phảng phất trông thấy trước mắt một người, đứng ở đó đầy trời phong tuyết chi địa đỉnh núi, ngạo nghễ độc lập. Cái kia ánh mắt lợi hại giống như băng chùy đồng dạng cắm vào tâm hải của hắn, phảng phất băng kết đồng dạng, một trận hàn ý từ phía sau lưng bay lên. Đi chết đi cho ta. Âm thầm tức giận, kềm chế chính mình thất kinh tâm tình, tay quỷ giống giận, toàn thân cao thấp mười mấy cánh tay không ngừng duỗi dài, hướng về Lạnh Vũ chụp tới. Cánh tay vô cùng thô to, làn da màu xanh lục giống như Lạnh Vũ trong trí nhớ goblin đồng dạng xấu xí. Dù sao ăn mấy chục người, cái này con quỷ sức mạnh đã khác biệt khinh thường, Lạnh Vũ vừa rồi cũng biết nhìn thấy cánh tay kia uy lực, trực tiếp có thể đem sau lưng tên kia đánh hôn mê. Mặc dù không biết vì cái gì tên kia nhanh như vậy liền có thể tỉnh táo lại. Nhưng cho dù như thế, đối với hắn mà nói cũng không có tránh né tất yếu. Đối mặt thế tới hung hăng tráng kiện cánh tay, Lạnh Vũ không tránh không né, hai mắt sáng ngời có thần, thiên luân đao lập tức vung vẩy, cắt đứt âm thanh không ngừng vang lên. Xoẹt, 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 tới gần thân thể của hắn cánh tay đều bị một đao chặt đứt, rơi xuống đất. Đáng giận, đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền đem ta công kích trận lại, gia hỏa này nói không chừng so trước đó gặp phải Urokodaki đồ đệ đều mạnh hơn. Tay quỷ tâm bên trong kinh ngạc vạn phần, tại cái này dây leo tập kích trong núi sinh tồn nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên là có đầu óc, hắn đem phát hiện hắn tiểu quỷ toàn bộ bị giết chết, cho nên quỷ sát đội mới không biết người mới này tuyển bạt bên trong sẽ có hắn dạng này một cái dị số. Nhưng mà lúc trước gặp phải tất cả tiểu quỷ, đều không có cách nào giống trước mắt tên tiểu quỷ này một dạng đem công kích của hắn làm tan biến. Bất quá, còn không có kết thúc. Tay quỷ phát giác Lạnh Vũ không hề tầm thường khó chơi, tự nhiên chuẩn bị thứ yếu công kích, tại hắn dưới mặt đất, đã đem rất nhiều cánh tay xâm nhập dưới mặt đất, đối với Lạnh Vũ bày ra tập kích bất ngờ. Đột nhiên, mấy cái cánh tay từ dưới đất duỗi ra, vững vàng bắt được Lạnh Vũ chi dưới, mấy cái cánh tay đồng thời dùng sức phía dưới, lấy khí lực của hắn cũng là dẫy dụa bất động. Cái gì? Lạnh Vũ cả kinh, cái mũi của hắn cũng không có Tanjiro như vậy linh mẫn. Cho nên ứng đối thủ đoạn đánh lén muốn chênh lệch không thiếu, không thể cảm thấy được dưới đất công kích. Gia hỏa này, so Thương Thỏ miêu tả càng mạnh hơn, cũng càng thêm giảo hoạt. Lạnh Vũ tâm bên trong thầm nghĩ, chỉ sợ là gia hỏa này tại mấy năm này ở giữa cùng mấy ngày nay lại ăn không ít người. Hắc hắc hắc, hồ ly tiểu tử, ta lập tức liền đem ngươi ngũ mã phanh thây đi. Trông thấy Lạnh Vũ chịu đến khống chế, tay quỷ phát ra tiếng cười lạnh, khống chế càng nhiều cánh tay. Từ dưới mặt đất ở đây duỗi ra mười mấy cánh tay, từ Lạnh Vũ tả hữu hai phe bọc đánh, nhắm chuẩn hai tay của hắn. Nếu như cứ như vậy bị hắn tóm lấy tứ chi lôi kéo mà nói, lấy Lạnh Vũ thân thể ắt hẳn không chịu nổi. Bất quá ngay tại dưới mặt đất cánh tay giữ chặt hắn thời điểm, Lạnh Vũ liền cấp tốc phát động phản kích. Thiên luân đao phân biệt hướng về hai bên hai phe chém dụng,
đem quấn thân cánh tay chặt đứt, bất quá lúc này, ngoài ra cánh tay đã gần ngay trước mắt. Duy chỉ có cánh tay cần vung vẩy thiên luân đao, cho nên không thể chịu đến khống chế. Tê, một miệng lớn dưỡng khí hô vào thở ra, Lãnh Vũ ngoài miệng nói thầm đứng lên. Toàn tập bên trong, thủy chi hô hấp, nhị chi hình, đổi, hoành thủy xe, Lãnh Vũ tay trái một cái đặt tại trên mặt đất, đồng thời đem thân thể xoay tròn, giống như guồng nước đồng dạng, thiên luân trên đao bao trùm lên một đầu màu xanh da trời dòng nước, tuôn trào không ngừng. Thiên luân đao nghênh chạm mà lên, lưỡi đao nhu hòa như nước, vô hình cắt chém mà vào, cánh tay cơ hồ tại đồng thời quăng lên. Nên kết thúc, dùng ra nhị chi hình sửa đổi kiếm kỹ sau đó, Lãnh Vũ mượn nhờ cơ thể xoay tròn mang tới thế năng, tay trái khẽ cong, dùng sức phía dưới, trực tiếp đem thân thể đưa ra ngoài, hơn nữa trên không trung điều chỉnh tốt cơ thể, rơi xuống đất đồng thời, cấp tốc tiếp theo tay quỷ. Gia hỏa này thật bén nhạy động tác. Tay quỷ nhìn xem Lãnh Vũ nhanh chóng tiếp cận, trong lòng lập tức lo lắng như lửa đốt. Gia hỏa này đao, cổ của ta chịu được sao? Trong lòng của hắn có chút không xác định, thế là chỉ là dùng đến toàn thân dài ra cánh tay tiến hành lần nữa chặn lại. Chỉ bất quá, Lãnh Vũ tốc độ quá nhanh, dưới đất cánh tay căn bản không kịp bố trí, mà đâm đầu vào công kích, lại bị nhất nhất né tránh, cánh tay không có ý nghĩa công kích được mặt đất. Trong nháy mắt, Lãnh Vũ cùng tay quỷ khoảng cách đã rút ngắn đến trong vòng 3 mét. Nghe nói cổ của ngươi rất cứng tới. Không ngại để cho ta tới thử một chút a. Lãnh Vũ lộ ra nụ cười tự tin. Nụ cười kia, phảng phất hóa thành vô hình khủng hoảng, rót vào tới tay quỷ trong da thịt, để hắn khắp cả người phát lạnh. Chương 33 băng chi trảm kích. Tay quỷ đối với mình cổ phòng ngự vô cùng có tự tin. Hắn chính là dựa vào một chiêu này vì cạm bẫy, câu dẫn không thiếu cường lực kiếm sĩ phát ra công kích. Chờ bọn hắn bởi vì phát ra công kích lâm vào ngắn ngủi cứng ngắc lúc, là hắn có thể sử dụng toàn bộ khí lực, nhất cử đánh giết đối phương. Thương Thỏ chính là bởi vì đánh giá cao chính mình thiên luân đao độ bền, từ đó thua ở một chiêu này phía trên. Có thể để cho tay quỷ tự tin như vậy, một chiêu này chắc chắn lần nào cũng đúng, cổ của hắn độ cứng ắt hẳn so địa phương khác khỏe mạnh nhiều lắm. Lãnh Vũ sức mạnh mặc dù so ngay lúc đó Thương Thỏ mạnh hơn không thiếu, bất quá tay quỷ cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều, hắn cũng không thể cam đoan sử dụng thủy chi hô hấp có thể trực tiếp đem đầu của hắn chém xuống. Trừ phi hắn có Tanjiro như thế, tiến vào thông cảm giác trạng thái, nhìn thấy bị cái mũi người đi ra ngoài, khe hở chi tuyến, sinh ra giống có thể tiến hành sơ hở đánh tan, nhược điểm đả kích năng lực. Bất quá đây là Tanjiro đặc hữu thiên phú, hắn hâm mộ không tới một dạng. Hắn cũng có ưu thế của mình, bằng vào thân thể mình đặc tính, hắn mới đang huấn luyện bên trong, dần dần vượt qua Tanjiro. Đã như vậy, vậy chỉ dùng thực lực tuyệt đối chênh lệch tiến hành nghiền ép. Hắn trong 3 tháng này, mặc dù bởi vì hô hấp pháp đề thăng chậm rãi duyên cớ, cơ thể thể năng đề thăng không có lên cao bao nhiêu, đối với thủy chi hô hấp nắm giữ cũng không đề thăng bao nhiêu. Nhưng hắn nhưng là sáng chế ra duy nhất thuộc về hô hấp của mình pháp A. Tay quỷ lần nữa duỗi ra một cánh tay, muốn đem địch nhân trước mắt đánh lui, Lãnh Vũ hơi sau nhảy một bước, sau đó lại một cái nhảy vọt, dẫm ở rơi xuống trên cánh tay, càng thêm tiếp cận với tay quỷ. Hô, bỗng nhiên, hắn khí tức vừa thu lại, đem không khí hút vào đến thể nội, sau đó vang lên giống như gió lạnh thổi lên âm thanh. Băng chi hô hấp, nhất chi hình, hàn khí lạnh như băng từ trong miệng hắn phun ra, hắn đem thiên luân đao đặt ở trước miệng. Trên lưỡi đao cấp tốc che phủ một tầng sắc bén mặt băng. Cái gì? Băng chi hô hấp, phía trước vốn là muốn trốn chạy Agasuma Zenitsu, nghĩ đến Lãnh Vũ phía trước thế nhưng là, cứu được hắn một mạng, cảm thấy làm như vậy, trong lòng hơi quá ý không đi, thế là lặng lẽ núp ở một cây phía sau cây, phát ra không thể tin âm thanh. Băng chi hô hấp, đó là cái gì hô hấp pháp, căn bản chưa nghe nói qua. Tay quỷ kinh nghi bất định. Hắn gặp phải nhiều như vậy sẽ sử dụng hô hấp pháp thậm chí là kiếm kỵ kiếm sĩ, nhưng cũng là lần đầu tiên nghe nói đến băng chi hô hấp loại này lưu phái. Lãnh Vũ thiên luân trên đao giống như phụ ma đồng dạng, sáng lấp lánh một mảnh, ở dưới ánh trăng lập lòe quang huy, điểm điểm trong suốt băng hạt từ trên đao rơi xuống, cực kỳ xinh đẹp. Băng đoạn trảm, Lãnh Vũ một tiếng quát nhẹ, một vệt sáng tầm thường đao ảnh cấp tốc hoạch rơi, dễ như chờ bàn tay mở ra tay quỷ cổ họng. Trơn nhẵn như gương vết thương xuất hiện nơi tay quỷ trên cổ. Băng chi hô hấp nhất chi hình, chính là hắn tự thủy chi trong hô hấp mặt nước chạm kích chỗ thôi diễn mà thành,
ý chỉ đem mặt băng chạm kích giống như mặt kính đồng dạng bóng loáng, liền giống bị không gian cắt đứt ra một dạng. Thông qua hàn khí ngưng đông cứng lưỡi đao phía trên, khiến cho chạm kích trở nên càng thêm sắc bén. Đối mặt so, thủy, lực công kích càng mạnh hơn một bậc, băng, tay quỷ tự hào chỗ, căn bản không chịu đựng nổi rét lạnh lưỡi đao. Ta không cam tâm a. Ca ca, ta còn muốn nắm chặt tay của ngươi. Tại bị thiên luân đao chém xuống sau đầu, không có qua vài giây đồng hồ, tay quỷ thân thể cao lớn liền biến mất trở thành cho tàn, sắp chết lúc, phát ra lẩm bẩm âm thanh. Hắn đại khái nghĩ tới khi còn sống chuyện a. Lãnh Vũ mơ hồ đoán được đây là bởi vì trước khi chết, ở vào hấp hối duyên cớ, quỷ tính chất tiêu thất, nhân tính liền sẽ nổi lên, mới có thể nghĩ đến thân là người lúc ký ức. Thương thỏ, Makomo còn có Urokodaki tiên sinh những đệ tử khác nhóm, yên tâm đi. Ta cho các ngươi báo thù. Nhìn xem cháy hết cho tàn, trong lòng của hắn yên lặng nghĩ đến. Ui ui, ngươi thật lợi hại a. Còn có cái kia băng chi hô hấp, trên thế giới còn có dạng này hô hấp sao? Ta vẫn lần đầu tiên nghe nói ai. Ấy ấy, ta gọi Agasuma Zenitsu, ngươi tên là gì? Agasuma Zenitsu trông thấy tay quỷ tiêu vong đi qua, lòng can đảm một chút lớn lên, nhích lại gần, trong mắt phảng phất lóe lên quang mang. Đối mặt như quen thuộc đồng dạng dây dưa tới Agasuma Zenitsu, Lãnh Vũ lông mày nhíu một cái, có chút không thích ứng nói, ta gọi Lãnh Vũ, đến nỗi băng chi hô hấp, đây là ta mới tự sáng tạo không lâu hô hấp pháp. Soga, ngươi thật đúng là lợi hại a. Thế mà dùng chính mình tự nghĩ ra hô hấp pháp đánh bại quái vật như vậy, thực sự làm cho người rất hâm mộ. Agasuma Zenitsu lộ ra yêu thích và ngưỡng mộ biểu lộ, vừa nói, một bên ánh mắt ảm đạm xuống. Không giống ta, không có cái gì mới có thể, liền lôi chi hô hấp cũng chỉ học xong một chiêu. Gia hỏa này quả nhiên không nhớ rõ chuyện lúc trước sao. Lãnh Vũ tâm bên trong nghi hoặc, Agasuma Zenitsu phía trước biểu hiện ra phong mang. Liền hắn cũng cần cẩn thận ứng đối. Bởi vì một kích kia tựa như là có thể xúc thế chiêu số, giống như bạt đao chạm đồng dạng, nếu là ra tay, tất nhiên kinh thiên động địa. Đương nhiên, nếu như bị né tránh hoặc đón lấy, thậm chí là bị đánh gãy, cái kia liền sẽ lâm vào vô cùng lúng túng tình cảnh. Nếu như như cùng hắn chính mình nói như vậy, chỉ có thể một chiêu này, vậy thì lại khoa lợi hại. Chương 34 Quấn quýt Zenitsu. Tại giải quyết hết tay quỷ sau đó, Lãnh Vũ quay người liền muốn rời đi, bất quá nào đó thiếu niên tóc vàng lại theo sát ở sau lưng, thế là hắn xoay người lại. Lãnh Vũ, kính nhờ. Trong thời gian kế tiếp, xin mang bên trên ta. Agasuma Zenitsu cúp lấy cung trịnh trọng nói. Nguyên lai ngươi là mục đích này a. Lãnh Vũ trong nháy mắt trở nên giờ khóc giờ cười, hắn cái này chung quy là gặp phải một cái da mặt dày người. Tốt a. Lãnh Vũ gật đầu một cái, sao cũng được đảo. Ngược lại hoàn thành ước định, kế tiếp liền nên trở về Tanjiro bên kia, gia hỏa này liền giao cho Tanjiro tới ứng phó a. Hắn tin tưởng Tanjiro cảm hóa năng lực, nhất định sẽ đem gia hỏa này cho cảm hóa đi. Cái kia cũng quá cảm tạ. Agasuma Zenitsu trong lòng thế nhưng là sướng đến phát rồ rồi, có thể tại cuối cùng tuyển bạt bên trong ôm vào một cái đùi, kế tiếp khẳng định có thể sống sót, gia nhập vào quỷ sát đội. Không cần bị ra ra cho trách phạt. Kế tiếp liền gọi ta Zenitsu a, bằng không thì cũng quá lộ ra quá sinh phân. Hắn vỗ vỗ Lãnh Vũ bả vai, một bộ nghĩa khí giang hồ dáng vẻ. Được chưa, Zenitsu? Lãnh Vũ cũng không để ý những thứ này, chỉ là tên mà thôi, với hắn mà nói cũng không có khác biệt. Ta liền biết Lãnh Vũ ngươi mặc dù coi như lạnh như băng, nhưng mà chắc chắn rất dễ nói chuyện. Zenitsu cao hứng nói, vì cái gì? Lãnh Vũ vừa đi, một bên quay đầu nhìn xem hắn. Bởi vì Lãnh Vũ âm thanh nghe cũng không có loại kia cảm giác lạnh như băng, ngược lại là một loại đáng giá dựa vào cùng dựa vào âm thanh, cho nên ta xác định ngươi không phải một cái người lạnh nhạt. Zenitsu nói như thế, chính là bởi vì hắn tin tưởng mình, thính giác, cho nên mới sẽ đi theo tới. Thì ra là thế, thính giác sao? Tựa hồ liền tình cảm của nhân loại loại này trừu tượng đồ vật đều có thể nghe được. Cùng Tanjiro thiên phú không sai biệt lắm thần kỳ a. Lãnh Vũ nao nao, bất quá, thế đạo này có phải là không có một điểm thiên phú, căn bản là hỗn không ra mặt a. Hắn ở trong lòng chửi bậy, hắn tin tưởng liền xem như không có hắn hỗ trợ, lấy loại trạng thái kia Zenitsu,
ở đây sống sót 7 ngày hoàn toàn là dễ như trở bàn tay, bất quá Zenitsu bản thân lại là một bộ không biết chuyện chút nào bộ dáng. Hắn phải chăng nên nói cho Zenitsu đâu? Này ngược lại là một vấn đề. Chẳng lẽ muốn trực tiếp nói cho Zenitsu, kỳ thực ngươi là một cái tinh thần phân liệt. Tính toán, vẫn là thuận theo tự nhiên a. Cuối cùng, Lãnh Vũ vẫn lắc đầu một cái. Chấm 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 chấm. Đêm hôm khuya khoắt, còn có thể dạng này trong rừng cây nghênh ngang, thực sự là kích động. Đứng tại Lãnh Vũ bên cạnh, Zenitsu hưng phấn nói. Đại khái bởi vì trong lòng đã nắm chắc tức giận duyên cớ, hắn cũng sẽ không sợ quỷ, bởi vì thật vất vả xuất hiện một cái, lại bị Lãnh Vũ cho trực tiếp chớp nhoáng giết chết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người cùng quỷ tựa hồ cũng bị chết không sai biệt lắm a. Lãnh Vũ tử tế nghe lấy trong rừng cây âm thanh, đi qua mấy giờ lộ, dọc theo đường đi lại trên cơ bản nghe không được những thứ khác âm thanh, hắn đại khái liền có thể suy đoán đảo. Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Lãnh Vũ ngươi chẳng lẽ không biết sao, mấy năm gần đây cuối cùng tuyển bạt thế nhưng là không có mấy người sống sót đi ra a. Muốn ta nói, cuối cùng tuyển bạt hoàn toàn chính là một cái địa ngục a, có thể còn sống sót 5 người thế là tốt rồi. Nếu không phải là ra ra bước ta tới, ta mới sẽ không đi vào chịu chết đâu. Zenitsu bắt đầu nói nhiều đứng lên. Lãnh Vũ, ngươi nói, có thể hay không đều bị phía trước cái kia kinh khủng ra hỏa ăn hết đâu. Zenitsu nói đến đây, cơ thể nhịn không được dùng mình một cái, bởi vì hắn trong trí nhớ liền chỉ còn lại tay quỷ một quyền đem hắn đánh ngất xỉu hình ảnh, lưu lại bóng ma tâm lý. Tên kia thế nhưng là suýt chút nữa bị ngươi giết a. Lãnh Vũ ở trong lòng yên lặng chửi bậy, cho nên nói, người bị bệnh tâm thần chính là phiền phức. Bất quá còn tốt chính là, nhìn tình huống không có dễ dàng như vậy phát tác. Hẳn không phải là, chỉ là bởi vì chính bọn hắn quá yếu mà thôi. Đối với những cái kia kiếm sĩ trình độ, Lãnh Vũ đại khái đã có thể biết được, cho nên có thể lãnh khốc nói ra cái này vô tình sự thật. Con quỷ kia bình quân một năm xuống cũng liền chỉ ăn một người, căn bản không có gì lớn ảnh hưởng, chủ yếu vẫn là bởi vì bồi dưỡng ra được kiếm sĩ quá mức nhỏ yếu. Chỉ có dựa vào vận khí mới có thể sống sót ha. Nguyên lai đến bây giờ mới phát hiện, lúc trước hắn vẫn là quá lạc quan một chút. Mặc dù nói nhân loại thể lực cùng cơ thể so với quỷ tới nói yếu nhược, nhưng cũng không đến nỗi sống sót đều không làm được a. Nhưng mà cho đến bây giờ, trên thực tế nói cho hắn biết, đại bộ phận tại đối mặt quỷ thời điểm chớ nói trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền cầm đao đều cầm không vững. Dạng này kiếm sĩ, chỉ sợ liền làm pháo hôi đều không đến lượt. Mà thật vất vả gặp Agasuma Zenitsu ngược lại là một cái khả tạo chi tài. Về sau nói không chừng còn có kể vai chiến đấu cơ hội, thế là liền theo hắn đi. Tới gần lúc sáng sớm, Lãnh Vũ mang theo Zenitsu về tới hắn cùng Tanjiro nguyên bản trụ sở, phát hiện hắn đang nằm tại trên một tảng đá lớn nghỉ ngơi, thoạt nhìn là mệt muốn chết rồi. Đêm qua, hắn hẳn là cũng đã trải qua một phen chiến đấu. Uy, Tanjiro, Lãnh Vũ hướng về hắn chào hỏi. Ai, Lãnh Vũ là ngươi trở về à? Đứa bé này là... Tanjiro nhìn xem đi vào tới hai người, hơi nghi hoặc một chút nhìn sang. Người chính là Tanjiro a, Lãnh Vũ đã cho ta giới thiệu, ta gọi là Agasuma Zenitsu, về sau xin nhiều chỉ giáo. Zenitsu lập tức cầm Tanjiro hai tay, phát huy ra hắn ra mặt dày công phu, nhiệt huyết 10 phần. A, xin nhiều chỉ giáo, ta gọi Kamado Tanjiro. Tanjiro phản ứng lại, đáp lại Zenitsu, bày ra tràn ngập sức cảm hóa mỉm cười. Chương 35 tuyển bạt kết thúc. Uy, Tanjiro, giúp ta một chút ha. Thiên tối như vậy, ta một người không dám đi ra ngoài nha. Zenitsu, vì cái gì một mình ngươi không thể đi ra ngoài a? Buổi tối dễ dàng gặp phải quỷ đi, ta nhưng đối phó không được những tên kia, rất khủng bố đi. Mau cứu ta rồi, ta muốn nhịn không nổi. Tốt a, ta liền cùng ngươi đi ra ngoài đi. Nghe được cách đó không xa Zenitsu cùng Tanjiro hai người nói chuyện, Lãnh Vũ khóe miệng nhịn không được dương lên một vòng đường cong. Quả nhiên tại gặp phải Tanjiro sau đó, Zenitsu đem dây dưa mục tiêu chuyển hướng Tanjiro, dù sao Tanjiro thế nyưng là một cái chân chính, Yasashi, người đâu. Át hẳn không chịu nhận ở Zenitsu liên tục khẩn cầu. Nếu không, chiếu vào Zenitsu bộ dạng này người nhát gan trên bộ dáng nhà cầu cũng phải có người bồi. Chắc chắn phiền chết người. Cứ như vậy,
như thế thường ngày kế tiếp thời kỳ cơ hồ đều sẽ diễn ra. Mặc dù không biết quỷ sát đội đến tột cùng trong này thả bao nhiêu con quỷ, nhưng mà dựa theo hắn tính ra, hắn cùng Tanjiro hai người cũng liền tổng tiêu diệt đại khái 20-30 cái. Phần lớn quỷ đều lấy ra cho Tanjiro luyện tập, mà chính hắn nhưng là đang suy tư băng chi hô hấp còn lại kiếm kỹ như thế nào lĩnh ngộ. Tại dạng này khô khan trong sinh hoạt, may mắn mỗi ngày đều có Zenitsu cùng Tanjiro đang trình diễn đủ loại đủ kiểu nhà hát nhỏ, cũng không có nhàm chán như vậy. Kỳ thực Tanjiro cũng có thể thông qua cái mũi người ra Zenitsu ẩn tàng cơ thể, không hề giống mặt ngoài như thế nhu nhược, nhưng mà mỗi ngày vẫn là không ngại kỳ phiền đi theo, chính xác rất lợi hại đâu. Cứ như vậy, thời gian đã tới sau 7 ngày, tiếp cận rạng sáng thời gian, ba người chuẩn bị kỹ càng, liền lên đường trở về phía trước tập hợp chỗ. Tanjiro cùng Zenitsu trên thân hai người tất cả dính đầy cho bụi, ánh mắt đều có chút biến hóa, rõ ràng mấy ngày nay kỳ thực cũng không phải không có gì cả thay đổi. Lãnh Vũ mặc dù không có giống hai người một dạng chật vật. Phía trước gặp quỷ cũng dứt khoát chém giết, nhưng trên chân vẫn là khó tránh khỏi dính vào một chút bùn đất. Bất quá tại Lãnh Vũ cùng Tanjiro giao thế ra tay phía dưới, Tanjiro mặc dù biểu lộ nhìn có chút mỏi mệt, nhưng mà trên thân thể trên cơ bản không có cái gì thương thế, chỉ có một ít tiểu chảy ra mà thôi. Chỉ có Zenitsu bởi vì lúc trước va chạm, chảy một con huyết, trên đầu trói lại một đầu băng vải. Ba người đi ở lạnh tanh trong rừng rậm, thẳng đến chỗ cần đến sau, theo bậc thang, đang chuẩn bị đi xuống lúc. Chưa đột mãnh tiến, đúng lúc này, bên kia trên bậc thang, đột nhiên vọt ra khỏi một cái mang theo lợn rừng khăn trùm đầu ra hỏa, nắm hai thanh hình thù kỳ quái tiên luân đao, toàn thân trần trụi kêu to, nhảy tới phía dưới trên sàn nhà. Tiếp đó trực tiếp theo phía dưới cùng nhất, cũng chính là bọn hắn lúc tới bậc thang, không kịp nhìn trực tiếp xông xuống, cuốn lên một vòng cho bụi. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép, Tanjiro cùng Zenitsu trong nháy mắt lộ ra mộng bức ánh mắt. Lại nói bên kia là đường xuống núi A. Hắn như thế nào xông tới? Ngoặc kép, đó là một cái đồ đần A. Hắn đến cùng phải hay không tới gia nhập vào quỷ sát đội đó A. Cái kia, lòng mang thiện ý Tanjiro muốn nhắc nhở xuống núi tên kia, bất quá người đã rất nhanh chạy xa, thế là chỉ có thể lựa chọn coi như không có gì. Ba người tại đi đến trung ương sau đó, yên lặng chờ tại chỗ, biểu tình của từng người cũng không giống nhau. Zenitsu trong lòng cảm thấy rất hài lòng, bởi vì nửa chặng sau ôm đùi, không có phát sinh, không hiểu thấu, sự tình, an an ổn ổn vượt qua được. Kế tiếp chỉ cần trở về ứng phó một chút lão gia tử là được rồi. Ai, vẫn là không có tìm được để Nezuko biến trở về nhân loại phương pháp. Tanjiro có chút sầu mi khổ kiểm, trong lòng thở dài, lẩm bẩm nói. Cuối cùng lại có người tới. Lãnh Vũ lông mày nhướn lên, nhìn về phía bên kia trên bậc thang, một cái dáng người cùng Tanjiro tương đương thiếu niên đi xuống. Người này giữ lại màu đậm màu gà đầu, má trái có một đạo kéo dài mũi vết sẹo, sắc mặt hung ác, trong mắt phảng phất tùy thời mang theo nộ khí, xem xét chính là khổ đại cửu thâm, tính cách hấp tấp nhân vật. Lại một hồi, Lãnh Vũ liền thấy được 7 ngày phía trước vị kia hạc đứng trong bầy gà thiếu nữ. Nàng từ một bên chậm rãi đi xuống, biểu lộ cùng Lãnh Vũ 7 ngày phía trước thấy lúc, cơ hồ không có cái gì thay đổi, trên mặt mang khẽ cong nhàn nhạt mỉm cười. Lãnh Vũ càng chú ý đến chỗ là, trên người nàng quần áo không nhúm bụi trần, trắng nõn như mới, liền một hạt cho bụi cũng không có dính vào. Đây hết thảy đủ để chứng minh một việc, cái này cuối cùng tuyển bạt đối với nàng tới nói giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng đơn giản. Cô gái này rất lợi hại. Hơn nữa không là bình thường lợi hại. Lãnh Vũ ở trong lòng như thế bình luận, có thể gia nhập vào quỷ sát đội nữ tính rất ít, chỉ sợ nắm giữ thực lực như vậy, đó chính là càng ngày càng ít. Ngay tại thiếu nữ đi tới phía dưới thời điểm, chủ trì hai tên tiểu đồng cũng xuất hiện, rõ ràng là vì đi ra chủ trì, cái này đã nói rõ một vấn đề. Chẳng lẽ, sống sót chỉ có chúng ta mấy người này? Tanjiro biểu tình ngưng trọng, có chút không dám tin. Quả nhiên a. Lãnh Vũ cùng Zenitsu sớm đoán được cục diện này, cho nên cũng không có ra ngoài ý định. Hai tên tiểu đồng chính là xem như khóa này quỷ sát đội lãnh đạo, chúa công đại nhân, con cái, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng mà đối với những vấn đề này lại sớm đã coi nhẹ. Hoan nghênh các vị bình yên trở về. Hai người thần sắc không thay đổi, đồng thời mở miệng, âm thanh hỗn hợp đến cùng một chỗ. Chương 36 chuẩn bị trở về trình.
Như vậy sau đó thì sao? So với những sự tình này, quỷ sát đội biến sắc chi đao đâu? Tiểu Đồng vừa nói xong một câu nói, Lãnh Vũ hình tượng bên trong táo bạo lão ca, Shinazugawa Zenya trực tiếp mở miệng. Thỉnh nghe thật hay người nói chuyện, được không? Lãnh Vũ lông mày nhíu một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Hắn cùng Tanjiro thế nhưng là chuyên môn tới tham gia quỷ sát đội, vạn nhất bị gia hỏa này quấy nhiễu làm sao bây giờ? Hai cái này Tiểu Đồng rõ ràng chính là chủ trì cuối cùng tuyển chọn, xem xét lai lịch liền không tầm thường, khẳng định có đầy đủ quyền lợi. Người cái tên này là đang tìm cớ sao? Shinazugawa Zenya, quay đầu đi, một mặt nộ khí. Ta xem là ngươi đang gây hấn với a. Lãnh Vũ thản nhiên nói, ánh mắt dần dần băng lãnh. Song phương đối mặt mấy giây, nhìn xem cặp kia đôi mắt màu băng lam, Shinazugawa Zenya liền cảm giác toàn thân giống như đóng băng đồng dạng, đáy lòng dâng lên một trận hàn ý. Gia hỏa này cho ta cảm giác làm sao lại giống như cùng khối băng một dạng. Nhìn thẳng hắn, toàn thân giống như muốn lạnh cóng. Shinazugawa Zenya từ đáy lòng liền cảm thấy tương đối lớn áp lực, thầm nghĩ trong lòng. Đáng giận, cuối cùng, có lẽ là cảm thấy thực lực chênh lệch, Shinazugawa Zenya vẫn là lựa chọn lui bước. Đi qua hù dọa một cái như vậy, hắn vẫn là trung thực không thiếu, cắn răng liệt răng đứng tại chỗ, an tĩnh nghe Tiểu Đồng nói chuyện. Đầu tiên, trước hết để cho chúng ta vì các vị đo đạc cơ thể, hảo xác định đồng phục của đội kích thước, đồng thời khắc xuống giai cấp. Quỷ sát đội tổng cộng chia làm giáp, ất, bính, đinh, mậu, mình, canh, tân, nhâm, quý 10 cái bậc thang. Các vị vừa gia nhập vào quỷ sát đội, cho nên ở vào thấp nhất cấp quý cấp. Gia nhập vào quỷ sát đội sau đó, các vị có thể chọn lựa, ngọc cương, cũng chính là chế tạo biến sắc chi đao nguyên vật liệu, bất quá cần 10 ngày đến thời gian 15 ngày mới có thể đưa tới. Mà trước lúc này, tóc đen Tiểu Đồng phủi tay, bay trên trời xuống một đám quả, đứng tại mấy người trên bờ vai. Đây là quỷ sát đội ở giữa dùng để liên lạc quả đen, tên là song quả. Wow, màu đen quả đen hò hét, Lãnh Vũ cùng Tanjiro chú ý của hai người lực đều bị trên bả vai quả đen hấp dẫn lực chú ý. Ai, là quả đen sao? Ta cái này, không phải chim sẻ sao? Zenitsu một mặt dấu chấm hỏi bộ dáng, chỉ trên bờ vai màu nâu tiểu chim sẻ. Zenitsu, người chọn rất có đặc điểm của ngươi đi. Tanjiro dùng đến an ủi ngữ khi nói. A, quay đầu nhìn lại, nhìn xem Zenitsu biểu lộ, Lãnh Vũ đột nhiên có chút không nín được ý cười. Lãnh Vũ, người có phải hay không đang cười ta à? Zenitsu quay đầu, một mặt giận lông mày. Không phải, Lãnh Vũ lắc đầu, trình bày chi tiết đạo. Ta chỉ là nhớ tới cao hứng sự tình. Chấm 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 chấm. An bài tốt xong quả sau đó, tiến xuống liền đến phiên trọng đầu hí, cũng chính là Ngọc Cương. Ngọc Cương, chính là xem như thiên luân đao nguyên vật liệu, cũng chính là biến sắc chi đao, có thể căn cứ vào lần đầu cầm đao người thay đổi màu sắc. Lãnh Vũ cùng Tanjiro trên tay mặc dù cũng là cầm thiên luân đao, nhưng mà tham gia cuối cùng tuyển bạt sau đó, đương nhiên là phải trả cho Urokodaki tiên sinh. Không biết tên kia vì cái gì chấp nhất tại thiên luân đao đâu. Lãnh Vũ đem sự chú ý của mình hơi hơi tụ tập đến Shinazugawa Zenya trên thân. Nếu như chỉ là thiên luân đao, cuối cùng tuyển bạt bên trong khắp nơi đều có, đừng nói trước trực tiếp cướp đoạt bọn hắn thiên luân đao, liền xem như nhặt, cũng có thể nhặt một đống tới. Dù sao chết nhiều người như vậy, dưới tình huống bình thường đều mang thiên luân đao, mà quỷ cũng sẽ không cố ý đi phá hư, cho nên số lượng không thiếu. Tỷ như Lãnh Vũ ở trong rừng tản bộ thời điểm, chỉ thấy qua ở lại trên đất thiên luân đao, bất quá rất khó lường sắc đều rất không rõ ràng, xem xét chính là phổ thông làn da. Chỉ có chờ đến khảo hạch kết thúc, mới có người đến đem thiên luân đao thu hồi, cho nên thiên luân đao ở đây không có trọng yếu như vậy. Bởi vậy, trọng yếu là có thể thuộc về mình thiên luân đao, còn không có đem biến sắc nguyên bản đao. Bất quá tại sao ta cảm giác gia hỏa này tựa hồ chưa từng tu luyện hô hấp pháp? Chẳng lẽ hắn gia nhập vào quỷ sát đội là vì cái này? Lãnh Vũ trong lòng không khỏi vì hắn cảm thấy một tia kính nể. Cách rất gần, thông qua Shinazugawa Zenya bước chân cùng năng lực thân thể. Hắn có thể cảm giác được gia hỏa này mặc dù trải qua không thiếu tôi luyện, năng lực thân thể thậm chí so cuối cùng tuyển bạt bên trong rất nhiều người đều mạnh, thế nhưng là cũng không có tu luyện qua hô hấp pháp. Tại không có hô hấp pháp tình huống phía dưới chống nổi 7 ngày, phần này đảm lượng cùng quyết đoán,
cũng đủ để khiến người động dung, càng thêm mấu chốt hắn thật đúng là còn sống. Cũng hẳn là một cái người có thiên phú a. Lạnh Vũ ở trong lòng phán đoán đến, nếu như không có cái gì đặc biệt bản sự muốn sống qua 7 ngày, trừ phi là vận khí tốt không có gặp phải quỷ, hoặc bị người cứu. Như một vị nào đó tự nhận ôm đùi mới có thể sống sót thiếu niên tóc vàng Agasuma Zenitsu. Các vị, thỉnh lựa chọn a. Tiểu Đồng đem bố cho kéo ra, mấy người đem ánh mắt đặt ở trên bàn gỗ đủ loại lớn nhỏ ngọc cương. Hoàn toàn không hiểu rõ a. Shinazugawa Zenya lẩm bẩm nói. Ngoại trừ Kanao hoàn toàn như trước đây biểu lộ bên ngoài, mấy người khác cũng là không nghĩ ra bộ dáng. Tanjiro, liền giao cho ngươi. Dùng ngươi khứu giác, ở đây, Lãnh Vũ suy tính một chút, liền đem quyền lựa chọn phó thác cho hắn. Hảo, gật gật đầu, Tanjiro hai mắt khẽ nhắm, chuyên tâm tại khứu giác, nghe từ ngọc cương bên trong tản mát ra mùi, cuối cùng lựa chọn hai khối xem tướng bên trên cũng rất không tệ ngọc cương. Tanjiro, giúp ta một chút ha, ta không biết như thế nào tuyển mới tốt. Zenitsu cũng xuất hiện lựa chọn khó khăn chứng, nhìn xem Lãnh Vũ cách làm. Thế là hắn trực tiếp nhào tới, năn nỉ nói. Cuối cùng, Tanjiro đành phải dùng phương pháp giống nhau ngửi ra một khối ngọc cương cho hắn. Đến đây, cũng cuối cùng đã tới đường về thời điểm. Chương 37 thanh tỉnh Nezuko, đang tuyển lựa ngọc cương sau đó, mấy người tại chỗ tự nhiên không có cần thiết lưu lại. Lãnh Vũ, Tanjiro cùng Zenitsu ba người đi tới một chỗ rẽ, bởi vì ở phương hướng khác biệt, tự nhiên phải tiến hành tạm biệt. Lãnh Vũ cùng Tanjiro, thực sự là cảm ơn các ngươi rồi. Zenitsu lộ ra muốn không khóc được biểu lộ, dường như là cảm động hết sức bộ dáng. Không có chuyện gì, Tanjiro đáp lại nói, đi mau, Tanjiro, chậm thêm tựu không về được tương đương. Lãnh Vũ âm thanh từ đằng xa truyền đến, Zenitsu, lần sau gặp lại rồi. Tanjiro cười cười, hướng về phía Zenitsu khoát tay áo, hướng về phía trước Lãnh Vũ đuổi theo. Hai quyển trên thân mang theo quỷ sát đội phân phát xuống đồng phục của đội cũng không cảm thấy mỏi mệt, bởi vì nóng lòng muốn nói cho Urokodaki tiên sinh tin tức này, hai người tăng tốc hành động tốc độ. Đến buổi chiều 3-4 điểm thời điểm, cũng đã tiếp cận hẹp vụ sơn. Đi tới hẹp vụ sơn phía dưới, giữa hai người trông thấy dưới ánh mặt trời phòng nhỏ, nhìn nhau nở nụ cười, đi xuống sườn núi nhỏ, đẩy ra cửa gỗ. Tại trong nhà gỗ đi một vòng, không có phát hiện Urokodaki Sakonji dấu vết, chỉ có Nezuko còn tại một mặt bình yên tại ngủ say, Tanjiro lộ ra thương tiếc nụ cười, sau đó đi ra ngoài cửa. Xem ra Urokodaki tiên sinh không tại, vậy ta vẫn trước đi tìm hắn a, Nezuko liền từ Lãnh Vũ tới chiếu cô a. Nói xong, Tanjiro hướng về trên núi chạy vội ra ngoài. Hai người tính toán cái thời điểm này, Urokodaki tiên sinh hẳn là còn ở trên núi đốn củi. Cho nên mới tìm không thấy bóng người, cho nên Tanjiro mới không kịp chờ đợi ra ngoài tìm. Đến nỗi Nezuko, tự nhiên do Lãnh Vũ tới chiếu cố. Có thể nói, tại Tanjiro trong mắt, Lãnh Vũ cùng thân nhân của hắn đã không có gì khác biệt, cho nên mới sẽ như thế tin cậy. Ta đã biết, Lãnh Vũ gật gật đầu, về đến phòng bên trong, trực tiếp ngồi ở Nezuko bên cạnh. Nezuko, ngươi chừng nào thì mới có thể tỉnh lại a? Đã ròng rã thời gian 2 năm. Lãnh Vũ than khẽ, ánh mắt ôn nhu như nước, vuốt ve Nezuko cái trán. Hắn bây giờ đã có thể khống chế lại nhiệt độ cơ thể mình, cho nên cũng sẽ không để Nezuko xuất hiện khó chịu tình huống. Ngay tại hắn vuốt ve Nezuko thời điểm, Nezuko bỗng nhiên mở hai mắt ra, hồng bên trong mang phấn trong con mắt thoáng qua một tia mờ mịt, tiếp đó ánh mắt dần dần rõ ràng, đối mặt Lãnh Vũ hai mắt, nửa người đứng thẳng lên. Nezuko, người cuối cùng tỉnh lại. Lãnh Vũ khó mà ức chế kích động của mình, mặc dù trong lòng vẫn là duy trì tỉnh táo, nhưng mà cảm xúc vẫn là thể hiện ra, trực tiếp ôm lấy nàng. Ngô, Nezuko bây giờ còn là không thể nếu như nó như quỷ phát ra nhân loại âm thanh, nhưng mà nàng cũng cảm thấy bị Lãnh Vũ ôm vào trong ngực, có một loại vô cùng cảm giác ấm áp, để nàng không bỏ đi được. Cho nên, nàng không tự chủ được phát ra cao hứng âm thanh. Đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, nhà gỗ đại môn cũng bị mở ra, nghe được một hồi tiếng nghẹn ngào Tanjiro cùng Urokodaki Sakonji trực tiếp xông đi vào. Nhìn thấy ôm nhau Lãnh Vũ cùng Nezuko, hai người cuối cùng yên lòng, đồng thời càng cao hứng hơn đứng lên. Quá tốt rồi, Nezuko,
ngươi cuối cùng tỉnh, ca ca cuối cùng. Tanjiro ánh mắt lóe lên một tia lệ quang, trực tiếp chạy tới, đem Lãnh Vũ cùng Nezuko cho cùng nhau ôm lấy. Người đều có thể bình an, thật sự là quá tốt. Thấy cảnh này, Urokodaki Sakonji cũng nước mắt tuôn đầy mặt đứng lên, bất quá còn tốt chính là thiên cầu mặt nạ giúp hắn che kín bộ dạng này thất thố bộ dáng. Bằng không mà nói, sau đó nhất định sẽ bị Lãnh Vũ tiểu tử kia lấy ra chê cười. Chấm 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 chấm. Phía sau, hàn huyên một hồi, Nezuko ngủ tiếp tới, bất quá Urokodaki tiên sinh phán đoán lần này đây là ngắn ngủi hôn mê, thế là hắn thừa dịp thời gian này, đi đến hẹp vụ sơn bên trong. Mà Tanjiro cùng Urokodaki tiên sinh nhưng là chuẩn bị củi lửa hòa phong thịnh tiệc tối, tại buổi tối dùng để chúc mừng hai người bình an trở về. Đến chém ra cự nham vị trí sau, thương thỏ cùng Makomo xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngươi trở về, nhìn ngươi cũng không có thất ước. Đương nhiên, xem như nam tử hán ước định, ta tự nhiên là hoàn thành, tên kia đã chết ở trong tay ta. Dạng này a, chúng ta cũng có thể yên tâm rời đi. Nói xong, thương thỏ mang theo nụ cười, quay người tiêu tán ở trong không khí. Cảm tạ, Lãnh Vũ, cái này đưa cho ngươi đi. Makomo mỉm cười, đem trên tay bện tốt màu trắng vòng hoa, đeo ở trên đầu của hắn, đảo mắt cũng biến mất không thấy gì nữa. Ai, chỉ lưu Lãnh Vũ còn tại chỗ một mặt hoảng hốt, sờ lên trên đầu cũng không có chân thực tồn tại vòng hoa, như có điều suy nghĩ than nhẹ một tiếng, quay người rời đi. Chấm 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 chấm. Trở lại nhà gỗ, yên tĩnh ngồi ở trên ván gỗ, nghĩ lại tới gia nhập vào quỷ sát đội chi tiết. Khắc sâu ấn tượng cũng chỉ có còn sống sót mấy người kia. Trừ cái đó ra, cũng biết quỷ sát đội tổng cộng chia làm 10 cái đẳng cấp. Các loại, 10 cái đẳng cấp, trong đó giống như không có trụ tồn tại. Lãnh Vũ ánh mắt khẽ giật mình, chợt phát hiện cái này điểm mù. Tất nhiên bị thương thỏ xưng là quỷ sát đội trụ cột, như vậy địa vị không thể nghi ngờ là muốn ở trên đó a. Xem ra là luận ngoại cấp bậc. Nguyên lai, Nghĩa Dũng sư huynh đã lợi hại như vậy sao? Hắn bây giờ nghĩ lại tới, mới hiểu được trước đây Nghĩa Dũng sư huynh dụng tâm lương khổ a. Chương 38 chi hình, quỷ sát đội trong đại bản doanh, Nguyệt Hoa phía dưới, tòa trên đài. Quỷ sát đội cái này một nhiệm kỳ làm chủ, bị các vị chủ cấp kiếm sĩ phụng làm vì chúa công đại nhân Umuyashiki Kagaya, trên tay đứng một con quạ. Hắn lẳng lặng từ quả đen nơi đó thu hoạch tin tức. Dạng này a, lần này sống sót 6 người a, thực sự là ưu tú a. Thật lâu, Umuyashiki Kagaya lộ ra ý cười. Ngoại trừ nhẫn bồi dưỡng con riêng bên ngoài, còn có Urokodaki tiên sinh cố hết sức đề cử nhân vật. Cũng nhẹ nhõm sống sót thông qua tuyển bạt sao. Vậy liền để ta chờ mong ngươi một chút hoạt động mạnh a. Chấm 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 chấm. Buổi tối, lô hỏa bên cạnh. Ba người xuống lại nồi lẩu. Ta chạy, ba người thật vui vẻ sử dụng đũa, nồi lẩu bên trong phong phú đủ loại rau củ dại và loài cá cũng không lâu lắm liền biến mất phải không còn một mảnh. Ăn quá ngon, có thể tại bây giờ hoàn cảnh này bên trong, không có bao nhiêu thức ăn ngon tình huống, có thể dạng này thỏa mãn miệng lưỡi chi dục, Lãnh Vũ cùng Tanjiro đều rất hài lòng. Đợi đến thời gian muộn một chút, nồi lẩu ăn xong đi qua. Tại Urokodaki tiên sinh hỏi thăm qua trình thời điểm, hắn mới đem cuối cùng tuyển chọn kinh lịch hết thảy cùng với liên quan tới đưa tay quỷ tin tức nói ra. Ai, nguyên lai đêm hôm đó, Lãnh Vũ lại còn đã trải qua chuyện như vậy sao? Tanjiro lúc này mới phản ứng lại, vì cái gì cái kia trời giá rét vũ buổi tối bỗng nhiên rời đi, tiếp đó lại đem Zenitsu mang theo trở về. Thì ra là như thế a. Tanjiro bừng tỉnh đại ngộ. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Urokodaki tiên sinh một chút trầm mặc xuống, hắn cuối cùng biết vì cái gì hắn bồi dưỡng hài tử một đi không trở lại, nguyên lai bộ phận rất lớn là hắn nguyên nhân. Urokodaki tiên sinh trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút áy náy. Đây hết thảy cùng Urokodaki tiên sinh không có quan hệ, tin tưởng các vị sư huynh sư tỷ cũng nghĩ như vậy a. Tanjiro an ủi nói. Lãnh Vũ cùng Tanjiro cũng minh bạch đây chỉ là vô tâm chi thất mà thôi, ai có thể nghĩ tới một cái thông thường quỷ có thể tại dây leo tập kích trong núi rào hoạt sống lâu như vậy đâu. Mà từ cùng thương thỏ ở giữa giao lưu, hắn cũng minh bạch bọn hắn ý nghĩ, bọn hắn lấy trở thành Urokodaki tiên sinh đệ tử làm kiêu ngạo, tự nhiên không trách tội Urokodaki ý của tiên sinh. Ân, cuối cùng, Urokodaki Sakonji vẫn là đón nhận xuống.
gật đầu một cái, hơn nữa tay quỷ cũng đã chết ở Lãnh Vũ trên tay, cũng coi như là giải khai nhiều năm khúc mắc, trong lòng vui sướng hơn nhiều. Sau đó, Urokodaki Sakonji lại bắt đầu phổ cập khoa học một phen, nói cho bọn hắn tay quỷ chính là thuộc về dị hình quỷ. Không chỉ là như thế, bọn hắn tương lai còn muốn đối mặt có thể sử dụng huyết quỷ thuật quỷ, sau này chiến đấu sẽ bây giờ càng thêm gian khổ. Hai người dốc lòng nghe lấy Urokodaki tiên sinh khuyên bảo. Lãnh Vũ tầm mắt của mình là tương đối bao la, bởi vì nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đạo lý đặt ở bây giờ thế giới này cũng đồng dạng sẽ không quá muộn. Hắn sẽ không bởi vì giải quyết một cái tay quỷ liền kiêu ngạo tự mãn. Bởi vì cho dù là bây giờ, hắn vẫn theo không kịp Urokodaki tiên sinh động tác, hắn cũng đã minh bạch, trụ, đẳng cấp kiếm sĩ thật sự không phải bình thường. Hắn muốn đạt tới loại cảnh giới đó, có lẽ còn có một đoạn thời gian dài dằng dặc. Đương nhiên, cái kia vẻn vẹn chính hắn cho là, kỳ thực nếu như thành công tu luyện tới, toàn tập bên trong. Thường bên trong, cảnh giới, cùng trụ chênh lệch, liền sẽ thu nhỏ không thiếu. Bất quá, Urokodaki Sakonji cũng không có nói cho Lãnh Vũ, bởi vì cho Lãnh Vũ thí luyện còn không có chính thức bắt đầu, phải chờ tới quỷ sát đội đối với Lãnh Vũ tâm tính chất khảo nghiệm kết thúc về sau, mới có thể tiến hành phương diện này truyền thụ. Nếu như sớm nói cho, vậy thì cùng gian lận không khác. Muốn trở thành quỷ sát đội, trụ, không chỉ là cần thực lực cường đại, hơn nữa vô luận tính cách có nhiều hỏng bét, nhưng đều phải thỏa mãn một điểm, vĩnh viễn tất cả muốn lấy nhân loại cấp độ lợi ích vì trọng điểm. Điểm này từ quỷ sát đội thành lập đến nay, đều chưa từng thay đổi. Cho nên, mỗi một vị trụ ít nhất đang giám hộ nhân loại sinh mệnh tình huống, đều từng liều lên qua tính mạng của mình. Có lẽ sẽ không bị xem như người tốt, nhưng tuyệt đối cũng là có nhất định giác ngộ người. Nếu như có thể cùng Kimotsuji Muzan lấy mạng đổi mạng, đại khái không ai sẽ cự tuyệt a. Chính là như vậy trình độ, kiên định tín niệm, mới có thể để quỷ sát đội kiên trì đến nay, cùng quỷ một phương ngang vai ngang vế mấy trăm năm lâu. Chấm 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 chấm. Ngày kế tiếp, cách rèn đúc tốt thiên luân đao đưa tới còn có hơn 10 ngày thời gian, thừa dịp trong khoảng thời gian này, tiếp tục hoàn thiện ta băng chi hô hấp a. Lãnh Vũ ngồi ở dưới thác nước, tùy ý dòng nước xung kích xuống. Lấy hắn cường độ thân thể hôm nay, nơi này thác nước đối với hắn mà nói, khảo nghiệm đã không có mảnh cỡ nào, liền xem như ngồi trên mấy giờ cũng hoàn toàn có thể nhẫn nhịn được. Suy nghĩ của hắn thời gian dần qua phát tán, dẫn lĩnh huyết dịch bên trong tích chứa kỳ lạ hàn khí, chậm rãi đem dẫn dắt đến đại não bên trong. Hàn khí từ 2 năm trước dần dần phát tán đến thể nội tất cả địa phương. Đại não bên trong yếu ớt thần kinh tại thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, đã từ từ thích ứng tới. Ách, nhưng mà coi như thích ứng xuống, nhẫn nhịn thụ hàn tức giận dưới sự kích thích, đau đớn kịch liệt hay không tránh được miễn truyền đạt trong đầu. Ta nhất định phải kiên trì. Lãnh Vũ cắn răng cố gắng kiên trì, trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình. Phải trở nên mạnh hơn. Ngay tại 3 ngày sau đó, hàn khí cuối cùng có thể tạm thời tiếp xúc đến yếu ớt thần kinh thị giác. Cuối cùng hoàn thành, nhắm mắt Lãnh Vũ bỗng nhiên hai mắt vừa mở, lông mày bên cạnh nhiễm khí ẩm một dạng xinh đẹp, đồng tử bên trong, màu băng lam màu sắc trở nên càng thêm rực rỡ, phảng phất bao trùm lên một tầng băng tuyết một dạng. Đáng tiếc một chiêu này cùng kiếm kỹ không có liên quan quá nhiều, không bằng liền xưng là linh chi hình A. Chương 39 khiếp sợ sắt thép mộ, mười mấy ngày sau thời gian bên trong, Nezuko lục tục mê man, tiếp đó thanh tỉnh. Khoảng cách thời gian cũng càng lúc càng ngắn. Căn cứ vào phán đoán của bọn hắn hẳn là Nezuko cơ thể dần dần khôi phục lại, bởi vì không có ăn thịt người nguyên nhân, có khả năng đã chuyển hóa làm thông qua giấc ngủ khôi phục thể lực. Mặc dù coi như không có tuân thủ định luật thủ hằng chất lượng, nhưng mà trên thế giới này liền quỷ đều xuất hiện, tự nhiên chẳng có gì lạ. Nhưng mà rất đáng tiếc là, Nezuko thân là người lúc trí tuệ còn không có khôi phục lại, chỉ có thể như cái nghe lời con thỏ nhỏ đồng dạng, lý giải một chút thông thường lời nói. Tại cái này ngủ mê man 2 năm trong lúc đó, vì không để Nezuko ý chí lại lần nữa mất đi khống chế, tập kích nhân loại, thế là Urokodaki tiên sinh cho nàng xuống tinh thần ám chỉ, làm ác quỷ chính là nàng địch nhân. Lãnh Vũ cũng không có ngăn cản, bởi vì trở thành quỷ, tai hại vẫn còn tại, nhân loại huyết nhục đối với nàng còn có bản năng lực hấp dẫn. Bọn hắn tin tưởng, hiền lành Nezuko tại bỗng dưng một ngày tử khôi phục thành nhân loại thời điểm, nếu là biết những người khác bị nàng tổn thương, nhất định sẽ lâm vào sâu đậm tự trách.
Như thế Nezuko quá làm cho người ta đau lòng, hai người bọn họ tự nhiên không muốn nhìn thấy cục diện như vậy. Còn có hắn một mực khổ tư rất lâu băng chi hô hấp kiếm kỹ cũng có tiến bộ, bởi vì nhất chi hình sáng tạo ra duyên cớ, tiếp xuống kiếm kỹ cũng không có phía trước khó khăn như vậy. Tăng thêm sáng tạo ra linh chi hình sau, hắn đối với băng chi ý cảnh thể ngộ thì càng khắc sâu, kết quả là hắn liền với lại sáng chế ra hai loại kiếm kỹ. Phân biệt tham chiếu chính là thủy chi trong hô hấp nhị chi hình guồng nước cùng tam chi hình lưu lưu múa. Cứ như vậy, hắn băng chi hô hấp không sai biệt lắm liền hoàn thành một chút toàn diện không ít. Guồng nước cùng lưu lưu múa áp dụng phạm vi đều phi thường lớn, một cái là lợi dụng cơ thể xoay tròn ra chiêu, một cái lợi dụng êm ái giống như vũ bộ tầm thường bước chân công kích. Bất quá lưu lưu múa cần tiêu hao không thiếu thể lực, đồng dạng cũng sẽ không thường dùng. Hắn cái kia hai chiêu kiếm kỹ nếu là tham khảo, tự nhiên biết có hắn bộ phận đặc tính. Bất quá khác biệt một điểm là, băng chi hô hấp chính là càng để hơn nặng lực sát thương, hơn nữa bị hàn khí bao trùm lên mũi kiếm chém chúng, cho dù là quỷ cũng sẽ không dễ chịu. Chấm 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 chấm, đảo mắt 15 ngày đi qua, bởi vì hôm nay chính là đưa tới thiên luân đao thời gian, cho nên Lãnh Vũ cùng Tanjiro hết sức chờ mong, có thể có được chính mình biến sắc chi đao. Lãnh Vũ cũng cho rằng tất nhiên thiên luân đao sẽ căn cứ vào cầm đao người sinh ra màu sắc biến hóa, có lẽ đao của mình cũng sẽ so cái khác thiên luân đao càng thêm thích hợp bản thân mới đúng. Đinh linh linh tương đương, đinh linh linh tương đương. Cách đó không xa, từ từ hiện ra một người thân ảnh, trên đầu đại khái mang theo một cái che chắn dương quang mũ, mũ vùng ven còn mang theo tương tự với chuông gió một dạng đồ vật. Nhìn rất tao bao dáng vẻ. Lãnh Vũ thấy cảnh này, không khỏi nói lầm bầm. Có thể tại trên đường cái như thế rêu rao, trong lòng của hắn đối với người này cảm quan trên đại khái đã phán đoán đây là một cái tên phiền toái. Tiếp đó quả nhiên như hắn sở liệu, ta gọi sắt thép mộ, chế tạo đồng thời mang đến Lãnh Vũ cùng Tanjiro hai người đao. Đây là thiên luân đao, là ta chế tạo đao. Nó nguyên vật liệu đến từ. Người này đi tới trước mặt bọn hắn, đem chính mình hòm gỗ dỡ xuống, đột nhiên liền bắt đầu tự mình bắt đầu thao thao bất tuyệt đứng lên. Phải không? Tanjiro lúng túng cười làm lành. Các ngươi, đợi đến hắn dỡ xuống sau lưng hòm gỗ sau đó, hắn mới xoay đầu lại nhìn về phía Tanjiro diện mục, tiếp đó liền trực tiếp dán tới. Hai người mới phát giác người này mang theo một cái xấu xí mặt nạ, xem xét chính là đi hài hòa tinh lộ tuyến. Đây không phải hách nốt chi tử sao? Sắt thép mộ âm thanh rõ ràng mang theo một tia kinh hỉ. Cái kia, cái gì là hách nốt chi tử đâu? Tanjiro sinh ra nghi vấn. Trong truyền thuyết xử lý bán than buôn bán nhân gia, quanh năm tiếp xúc hỏa, sinh ra hài tử, màu tóc cùng màu mắt đều là màu đỏ, đây cũng là hách nốt chi tử đâu. Lần này nói không chừng có thể gặp được tương đối hiếm hoi màu đỏ thiên luân đao a. Sắt thép mộ giải thích âm thanh càng thêm kích động lên. Ai, đây là, bởi vì mặt nạ hạn chế tầm mắt duyên cớ, sắt thép mộ lúc này mới phát hiện đứng bên cạnh Lãnh Vũ. Khi nhìn đến hắn cũng cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt màu tóc cùng màu mắt sau đó, một chút sừng sờ tại chỗ. Cái này sao có thể? Sắt thép mộ âm thanh một chút trở nên lắp bắp, phảng phất thấy được đồ vật không tưởng tượng nổi. Cái kia, có thể để cho ta và ngươi nắm một chút tay sao? Lấy lại tinh thần, sắt thép mộ không dằn nổi vấn đạo. Không có vấn đề, Lãnh Vũ mặc dù có chút không hiểu thấu, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Bất quá chỉ là bắt tay mà thôi. Thất lễ, sắt thép mộ duy trì lý giải, đưa tay phải ra. Song phương bàn tay vừa chạm vào tức thu, để sắt thép mộ trong lòng kinh ngạc là Lãnh Vũ cơ thể cũng không có trong tưởng tượng của hắn nhiệt độ. Chẳng lẽ là đang nghi ngờ nhiệt độ của ta cùng người bình thường không có gì khác biệt. Lãnh Vũ phảng phất nhìn ra hắn nghi hoặc, mở miệng nói. Nhìn thấy đối phương trước đây cử động, hắn đã đoán được đây là một cái tính cách mặc dù cổ quái. Nhưng mà đối với đúc đao 10 phần chuyên chú người. Mà thể chất người đặc thù, đồng dạng đao màu sắc cũng rất đặc biệt, sắt thép mộ thấy qua đủ loại màu sắc đao. Tăng thêm phía trước xưng hô Tanjiro vì, hách nốt chi tử, tự nhiên đối với thể chất cũng có chút nghiên cứu. Có lẽ là nhận ra thể chất của hắn cũng khó nói. Chương 40 biến sắc đặc thù. Không sai, sắt thép mộ gật gật đầu, sau đó nói. Ta tại ghi chép bên trong đã từng thấy qua đối với ngươi dạng này thể chất miêu tả, nghe nói chính là cực kỳ hiếm hoi thể chất, hơn nữa phá lệ mạnh mẽ và cực đoan, có thể tự phát từ thể nội sinh ra hàn khí.
Bất quá rất đáng tiếc là, ghi chép bên trong phát hiện hài tử tất cả sống không quá 6 tuổi, tiếp đó liền bị trong thân thể hàn khí phản phệ, đến nay cũng không có một cái sống sót ví dụ. Người hình dáng đặc thù đơn giản cùng trong ghi chép không có sai biệt, thậm chí càng thêm đặc thù, càng thêm rõ ràng. Điều này nói rõ thể chất của ngươi so trong ghi chép mấy ví dụ đều cường đại hơn nhiều, nhưng mà ngươi vẫn còn sống. Cái này nói không chừng, mấy trăm năm hy hữu nhất thiên luân đao liền muốn tự ta chế tạo thiên luân đao đản sinh ra. Sắt thép mộ càng nói càng hưng phấn, càng nói càng kích động. Thật sao, Lãnh Vũ kỳ thực cũng không có cảm thấy kỳ quái, lúc ban đầu hắn cũng bị thân thể này dày vò đến cựu tử nhất sinh, hàn khí mất khống chế giống như dần dần ăn mòn thân thể của mình. Lúc đó đang chờ ở trên núi, Tanjiro nhà bên trong. Khi đó hắn còn nhỏ, ký ức cũng không phải rõ ràng như vậy. Chỉ tiếc, tiểu vũ cơ thể quá đặc thù, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, dù cho ta tiến vào bên trong thế giới kia, cũng chỉ có thể dùng khí tức đem hàn khí có tính tạm thời thanh trừ. Nếu là học được thần nhạc mà nói, có lẽ, chỉ tiếc lấy đứa nhỏ này cơ thể, không cách nào lĩnh ngộ thần nhạc. Phối hợp mấy bộ thảo dược, mới có thể lại áp chế thời gian mấy năm, ta đã không còn sống lâu nữa. Kế tiếp chỉ có thể nhìn đứa nhỏ này tạo hóa. Trong đầu, ẩn ẩn thoáng qua một hình ảnh, bất quá muốn nghĩ lại thời điểm, nhưng lại mơ hồ. Bởi vì thời điểm đó hắn đã bị hàn khí ảnh hưởng, liền thần trí cũng đã mơ hồ, lại tỉnh táo lại, đã là 2-3 tháng sau. Không được, nghĩ không ra. Lãnh Vũ chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Có lẽ chỉ có thể chờ đợi đến hắn về sau có thể đem hàn khí kích động đến đại não khác mấy chỗ thần kinh lúc, có khả năng sẽ đem khi còn bé trong trí nhớ sự tình hồi tưởng lại. Lãnh Vũ, người thế nào? Tanjiro đụng đụng cánh tay của hắn, để hắn bừng tỉnh. Không có việc gì, chỉ là nghĩ đến một ít chuyện mà thôi. Lãnh Vũ lắc đầu, nhìn về phía sắt thép mộ đảo, đó là bởi vì ta tự chế một môn hô hấp pháp, có thể đem hàn khí khống chế được. Thì ra là thế. Có thể tự sáng chế hô hấp pháp, thực sự là thiên tài đâu. Sắt thép mộ giật mình nói. Sắt thép mộ không tiếp tục hỏi là cái gì hô hấp pháp có thể phối hợp thể chất của hắn, bởi vì đó là Lãnh Vũ bí mật, cho nên cũng không có tìm tòi nghiên cứu Lãnh Vũ là thế nào có thể sống sót. Dù sao trên thế giới này chắc chắn sẽ có một chút quái vật một dạng thể chất xuất hiện, giống như kỳ tích đồng dạng. Tỷ như nói là hắn biết cái kia nham trụ Himejima Kiyomei tại gia nhập vào quỷ sát đội phía trước, từ bên ngoài nhìn vào đứng lên giống như là một cái gầy yếu ra hỏa. Kết quả bạo phát, lại có thể trực tiếp nghiền sát một cái quỷ, trực tiếp nổ đầu một đêm. Cái này cần bực nào thể năng và sức chịu đựng, liền em thái quá. Càng khoa trương hơn là tên kia còn thường xuyên ở vào đói bụng trạng thái, bình thường liền không có ăn no. Chấm 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 chấm. Tanjiro mời được sắt thép mộ đến bên trong nhà gỗ nhỏ, Urokodaki Sakonji cũng tự nhiên nhận biết sắt thép mộ, thậm chí nói nhìn xem hắn lớn lên cũng không đủ. Cho nên biểu hiện tương đối thân cận, tiểu tử, cầm lấy cái này thiên luân đao, liền để ta xem một chút đỏ rực màu sắc a. Đến nỗi trọng đầu hí, liền muốn đặt ở đằng sau, thực sự là chờ mong a tương đương. Sắt thép mộ hưng phấn giống như là si hán đồng dạng xoa xoa đôi bàn tay. Thoạt nhìn là 10 phần muốn biết, Lãnh Vũ cầm đao sau đó, thiên luân đao màu sắc đến tột cùng sẽ phát sinh như thế nào tình cảnh. Đến nỗi, hạch nốt chi tử, mà nói chính xác tương đối hy hữu. Không quá trường đao màu đỏ, viêm chi trong hô hấp xuất hiện vẫn tương đối nhiều. Đương nhiên, bình thường sẽ phối hợp đưa ra màu sắc của nó. Bởi vì thiên luân đao mặt đao phía trên, chủ yếu chia làm 3 cái cấp độ. Một là thiên luân đao lưỡi đao, đỉnh cao nhất chỗ. Đều là trắng sáng chi sắc, bởi vì tài năng lộ rõ đi, cho nên tại sắt thép mộ trong mắt đây là cũng không biến sắc. Hai là ở giữa bộ phận, bình thường màu sắc thay đổi thì sẽ là ở đây, sắt thép mộ trong trí nhớ xuất hiện qua đủ loại màu sắc, trên đại khái vì màu đỏ, màu vàng, màu hồng, chỉ là màu sắc cấp độ có chút khác biệt. Những thứ khác chính là một chút rất ít gặp đến như màu nâu tầm thường màu sắc. Đương nhiên, còn rất nhiều người, nắm chắc đao thời điểm. Bởi vì hình người chất lại hoặc là hô hấp pháp nắm giữ nguyên nhân các loại, biến sắc không quá rõ ràng, giống như Lãnh Vũ phía trước nhìn thấy giống như hàng thông thường tầm thường màu sắc. Ba chính là tiếp cận sống đao vị trí, ở đây bình thường cũng là màu đen, dưới tình huống bình thường, nơi này màu sắc cũng sẽ không sửa đổi, nhưng là vẫn có tương đối nhiều ngoại lệ. Nhanh một chút cầm lên a,
Sắt thép mộ nhanh chóng thúc giục nói. A, Tanjiro phản ứng lại, nắm chặt thiên luân đao màu sắc một chút thay đổi càng thêm đen như mực. Thế nào lại là màu đen a? Sắt thép mộ ngữ khi rõ ràng có chút thất vọng. Ai, rất bình thường sao? Tanjiro có chút thất vọng vấn đạo. Đó cũng không phải, Urokodaki Sakonji cùng sắt thép mộ ngược lại là phủ định điểm này. Được rồi, đừng quản những thứ kia, kế tiếp trọng đầu hí đến. Sắt thép mộ lập tức trả lời tinh thần, không kịp chờ đợi đem thiên luân đao đưa tới. Liền để ta xem một chút sau đó bồi ta chinh chiến thiên luân đao lại là màu gì a? Lãnh vũ thần sắc nghiêm lại, lập tức đưa tay nhận lấy, bởi vì hắn cũng có chút mong đợi. Chương 41 tuyết trắng như cảnh. Cái này thiên luân đao chỉ là chế tác, cho nên vẻ ngoài phía trên, quỷ sát đội phổ thông thành viên cũng là không sai biệt lắm. Đương nhiên khi lấy được sau đó, người cũng có thể chính mình đi y, bất quá đồng dạng thợ rèn là không có thời gian như vậy. Chuôi đao cùng trong thân đao ở giữa là một đạo thiên luân tầm thường trang trí, chuôi đao phía trên buộc dây thường nhưng là màu sắc đen nhánh. Ngay tại hắn cầm đao trong nháy mắt, Lãnh Vũ lại không tự chủ vận lên hô hấp pháp, tiếp đó cảm giác khí tức của mình cùng tinh thần phảng phất bị rút lấy một tia, bị quán chú vào thiên luân trên đao. Ngay tại trước mắt bao người, thiên luân đao màu sắc trong nháy mắt xảy ra sửa đổi. Một tầng màu xanh trắng màu sắc, dây dưa với nhau, giống như băng tuyết bao trùm lên đất tuyết đồng dạng, lập tức đem thân đao bao trùm lại, liền trên sống đao đen như mực cũng bị nhuộm dần đồng dạng, bị màu tuyết trắng màu sắc sửa đổi. Lãnh Vũ đem thiên luân đao chỉ hướng phía trên, ánh mắt từ trên thân đao xuống trở về dò xét một phen, có thể phát hiện. Thân đao trên đại khái là 70% màu trắng, tiếp đó hỗn tạp 30% màu lam. Hơn nữa màu lam vết tích rất nhạt. Nhạt đến cơ hồ thấy không rõ lắm, nhìn giống như hai loại thủy mặc sắc đồng dạng giao dung lại với nhau, giống như trời xanh mây trắng một dạng. Bởi vì không có phân lập thành hai loại khác biệt màu sắc, bức tranh này mặt nhìn giống như một bộ trời sinh cảnh tuyết. Dạng này đao, Urokodaki Sakonji không khỏi ngây ngẩn cả người. Thật xinh đẹp đao, ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy cảnh sắc như vậy. Sắt thép mộ phát ra dạng này sợ hãi thán phục, dưới mặt nạ hai mắt phảng phất trầm mê đi vào. Giống như là trong mùa đông màu sắc một dạng, Tanjiro cũng giống vậy sợ hãi than nói. Nhưng mà còn chưa đủ a. Lãnh Vũ bỗng nhiên lẩm bẩm nói, bởi vì hắn cảm thấy có một loại cảm giác chưa thỏa mãn, có một loại trong cõi u minh dẫn dắt, để hắn làm một cái quyết định. Thiên luân đao có thể tự động đối với cầm kiếm người làm ra phản ứng, hơn nữa căn cứ vào người khác nhau tình huống khác nhau thay đổi màu sắc, như vậy ta. Lãnh Vũ đột nhiên dứt khoát kiên quyết đem thiên luân đao phóng tới tay phía trước. Tiếp đó dùng đến ngón trỏ tại lưỡi đao phía trên một vòng, thẳng đến mũi đao mới thôi. Sắc bén lưỡi đao dễ dàng mở ra da của hắn, tích tích huyết dịch dính rơi vào lưỡi đao phía trên. Đau đớn đánh tới, hắn nhíu mày lại, nhưng mà một chút cũng không có lên tiếng. Lãnh Vũ, người đang làm gì a? Tanjiro lập tức phản ứng lại, lo lắng nói. Các loại, Urokodaki Sakonji phảng phất phát giác cái gì, một chút bắt được Tanjiro cánh tay. Không để hắn tới gần. Đúng lúc này, xoa huyết lưỡi đao cũng đồng dạng xảy ra sửa đổi, nhanh chóng hấp thu trong máu tích chứa hàn khí. Xinh đẹp lưỡi đao ngược lại biến thành trắng noãn không vết hào quang, đã biến thành bạch ngọc, phảng phất ngàn năm không thay đổi hàn băng, bộc lộ ra băng lãnh chi ý. Ngoặc kép, làm sao có thể, trên lưỡi đao, cũng phát sinh biến hóa rồi. Sắt thép mộ một chút cả kinh nhảy dựng lên, không dám tin nhìn một màn này. Nếu như gỡ xuống mặt nạ, từ sắt thép mộ kích động ngữ khi xuống nhìn, nhất định là phi thường biểu tình khiếp sợ. Bởi vì căn cứ hắn chế tạo nhận thức, lưỡi đao phía trên chính là mỏng lưỡi đao, sắc bén nhất cũng là địa phương yếu ớt nhất, biến sắc chỗ chẳng biết tại sao kéo dài không đến nơi đó. Đây là mấy trăm năm qua thường thức, nhưng mà hắn bây giờ liền xuất hiện dạng này kỳ dị tình huống, để hắn làm sao không rung động. Thân đao hỗ trợ lẫn nhau, biến sắc kéo dài đến tất cả chỗ. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh, nhìn có thể so sánh những thứ khác thiên luân đao phong cách nhiều. Để ta sờ một chút ha. Lục đao si cuồng sắt thép mộ thấy cảnh này, như thế nào chịu đựng nhận được. Hắn nói liền lao đến, trực tiếp dùng đến y phục của mình, không tỉ hiềm chút nào trực tiếp đem tiên huyết xóa đi, không có một chút chần chờ, lấy tay sờ lấy lưỡi đao. Sắt thép mộ tiên sinh, vừa định dùng khăn lau xóa điên tiên huyết Lãnh Vũ cũng không khỏi trong lòng thán phục một tiếng. Sắt thép mộ đối đãi đúc đao nhiệt tình chính xác lợi hại,
đã vậy còn quá trực tiếp, liền chút điểm thời gian này cũng chờ dừng lại không được. Mặc dù không biết ngươi xoa huyết dịch là vì cái gì, bất quá cái này thiên luân đao trên lưỡi đao nhiệt độ so bình thường đao thấp hơn nhiều. Sắt thép mộ chạm đến một chút đại khái liền cảm thụ được, đao đối với rét lạnh truyền độ hẳn là phát sinh biến hóa, trong lòng chỉ có thể cho rằng là lạnh vũ huyết dịch tương đối đặc biệt, mới có thể phát sinh biến hóa như thế. Ít nhất loại sự tình này, trong lịch sử còn là lần đầu tiên phát sinh. Đương nhiên, bởi vì nguyên nhân nào đó hình thành, dao đỏ, cũng không tại lo nghĩ của hắn bên trong, bởi vì đó là một loại cảnh giới cực cao mới có thể đạt thành hiệu quả, cùng loại tình huống này hoàn toàn khác biệt. Tiểu tử, đã ngươi cho ta thưởng thức được cảnh sắc như vậy, vậy ta trở về nhất định sẽ cho ngươi chế tạo một cái thích hợp vỏ đao, đem ngươi thiên luân đao có thể phát huy đến cực hạn. Bỗng nhiên, tìm tòi xong sắt thép mộ trực tiếp đứng lên, nói nghiêm túc. Có thật không? Lãnh vũ nghe xong hắn mà nói, cũng cảm thấy một tia kinh hỉ. Thân đao bởi vì hấp thu hàn khí nguyên nhân, tựa hồ trên chất liệu lấy được một tia thay đổi, nhiệt độ sản sinh biến hóa. Hắn tin tưởng sắt thép mộ phán đoán tuyệt sẽ không sai, có lẽ thật sự cần một cái đặc biệt vỏ đao, mới có thể phát huy trên thân đao tiềm lực a. Nhưng mà hắn cũng sẽ không chế tạo, cho nên sắt thép mộ có thể chủ động cho hắn chế tạo để hắn thật cao hứng. Không có việc gì, chỉ cần ngươi về sau đem gãy mất đao còn cho ta là được rồi. Sắt thép mộ mỉm cười. Lãnh vũ, chương 42 mang đi Nezuko. A, đúng lúc này, ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên quả đen tiếng kêu, nguyên lai là quỷ sát đội an bài xong quả đến. Xem ra là tới nhiệm vụ, thời gian tóm đến thật hảo. Lãnh vũ đem màu tuyết trắng thiên luân đao thu hồi vỏ đao, nhìn về phía rừng ở trước mắt trên ván gỗ xong quả. Không phải một cái, mà là hai cái, một cái khác tự nhiên là Tanjiro. Lãnh vũ, ta đem truyền đạt mệnh lệnh, kế tiếp đi tới phương hướng tây bắc thị trấn, nơi đó mỗi đêm đều có thiếu nữ đang biến mất, tìm ra cất giấu trong đó quỷ, đánh chết. Nhớ kỹ, đây là ngươi lần đầu tiên nhiệm vụ, cần phải thật tốt hoàn thành. Song quả dùng đến vịt được tiếng nói âm điệu truyền đạt quỷ sát đội nhiệm vụ. Ta hiểu được, ta ngay lập tức sẽ lên đường. Lãnh vũ gật gật đầu. Ai, quả đen nói chuyện. Tanjiro nghe chính hắn song quả truyền đạt mệnh lệnh, nhất kinh nhất xạ lấy. Nhiệm vụ của hắn nhưng là đi tới phương Tây một cái trấn nhỏ, cùng lãnh vũ nhiệm vụ có khác biệt, cho nên hai người yêu thương ngươi không thể dắt tay chiến đấu. Bất quá cũng không cái gọi là, thực lực của hai người đều có đầy đủ cam đoan. Nhưng ở cái kia phía trước, lãnh vũ cùng Tanjiro đang tại quyết sách đến Nezuko hướng đi. Vì Nezuko đã thanh tỉnh nguyên nhân, hai người cũng không tốt một mực phiền phức Urokodaki tiên sinh tiến hành chiếu cố, cho nên quyết định đem Nezuko mang theo bên người. Đây là chuyên môn chế tác hòm gỗ, vô cùng nhẹ nhàng, sẽ không ảnh hưởng đến hành động, hơn nữa Nezuko ở bên trong, còn có thể ngăn cách xuống quỷ khí tức, như vậy thì sẽ không bị cái khác săn quỷ nhân phát hiện. Trước khi lên đường, Urokodaki tiên sinh đem sớm đã chuẩn bị xong hòm gỗ mang theo tới, bởi vì hắn đã sớm đoán được sẽ có loại sự tình này phát sinh. Bởi vì theo một ý nghĩa nào đó, lãnh vũ cùng Tanjiro cũng là tương đối quật cường người có tự trọng. Tỷ như nói Tanjiro phía trước mua sắm cây trúc, chờ khách Nezuko thời điểm, đều phải đem tiền cố gắng nhét cho đối phương. Bất quá, các ngươi quyết định xong ai đem Nezuko mang đi sao? Urokodaki Sakonji tỏ vẻ ra là nghi vấn của mình, ánh mắt chuyển hướng hai người. Trốn ở hắc ám trong ánh sáng Nezuko cũng dùng ánh mắt lặng lẽ tại trên thân hai người dò xét, tựa hồ là đang nghi hoặc cái gì. Tự nhiên là đem Nezuko giao cho lãnh vũ, có hắn mà nói, vậy ta liền rất yên tâm. Tanjiro lộ ra cười mở nụ cười ánh mặt trời kia, bởi vì hắn sớm đã đem lãnh vũ xem như thân nhân đối đãi, tín nhiệm sớm đã tột đỉnh. Quan trọng nhất là hắn cho rằng lãnh vũ thực lực bây giờ không thể nghi ngờ ở trên hắn. Luận đối với Nezuko năng lực bảo vệ, tự nhiên cũng là lãnh vũ càng thêm cường đại. Vậy được rồi, liền tự ta mang lên Nezuko a, yên tâm, ta tuyệt sẽ không khiến người khác thương tổn tới nàng. Lãnh vũ lời thề son sắt bảo đảm nói. Ta hiểu, Tanjiro gật gật đầu, hắn tự nhiên là hiểu, bởi vì hắn, khứu giác, sẽ không nói dối. Vô luận là Nezuko hoặc Tanjiro, bọn hắn hơn 10 năm thời gian ràng buộc, đều đủ để hắn sinh tử làm bạn. Nezuko, vào đi, lãnh vũ cầm đặc chế tốt hòm gỗ đi tới hắc ám sâu ra,
không có dương quang chỗ. Nezuko do dự một hồi, tiếp đó giống sâu gió một dạng, nhúc nhích tiến nhập hòm gỗ, cơ thể cũng theo đó thu nhỏ, tiếp đó ló đầu ra, vô cùng khả ái. Như vậy, ta đi trước, tiếp đó thừa dịp thời cơ còn sớm, hắn liền nhanh chóng lên đường. Cái này một nhiệm kỳ quỷ sát đội đương chủ, khảo nghiệm của ngươi phải chăng đã bắt đầu nữa nha. Urokodaki tiên sinh nhìn xem Lãnh Vũ lúc rời đi bóng lưng, có chút mong đợi lẩm bẩm nói. Hắn đã dùng thư tiến cử Lãnh Vũ, hy vọng có thể sớm ngày nhận được hắn cho phép, để hắn sớm ngày đạp vào trở thành trụ đường xá. Đến nỗi Tanjiro, vẫn có chút non nớt, còn phải đi qua một đoạn rèn luyện, hắn mới sẽ đem cử chỉ tiến đi lên. Chấm 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 chấm. Bởi vì khoảng cách xa xôi duyên cớ, hơn nữa chỉ có thể thông qua không được, tại song quả chỉ dẫn phương hướng phía dưới, mới tại sáng sớm ngày hôm sau đạt tới song quả nói tới tiểu trấn. Hắn bây giờ mặc quỷ sát đội đặc thù đồng phục màu đen, phụ thêm cùng hắn màu tóc cùng với màu mắt hòa hợp màu trắng áo choàng, có thể khiến cho hắn nhìn càng có đặc điểm, càng thêm khí thế. Bởi vì làm như vậy, có thể để hắn về sau tại sử dụng băng chi hô hấp lúc cung cấp một điểm tinh thần ám chỉ, sinh ra mãnh liệt hơn, ảo giác. Trên đường cái, Lãnh Vũ làm bộ dạng như không có gì, kỳ thực là đang lặng lẽ đánh giá bên đường hết thảy. Bây giờ đã là lúc sáng sớm, cho nên phần lớn người đã thanh tỉnh, hơn nữa hoạt động tại trên đường cái. Cùng lúc đó, không thiếu nghe đồn, từ đường phố lân cận bác gái trong miệng truyền tới đi ra. Người biết không, nhà kia nữ hài tử lại biến mất không thấy, nghe nói đã là gần nhất hơn 10 ví dụ, truyền thuyết trong tiểu trấn đang tại nháo quỷ đâu. Đừng nói nhảm, trên thế giới này làm sao có thể thật sự có quỷ tồn tại đâu. Chẳng lẽ quỷ sát đội cũng là chân thực tồn tại sao? Ha ha ha, hai trung niên phụ nữ một bên trò chuyện với nhau, một bên bật cười. Rõ ràng, các nàng đã đem chi trở thành lời nói vô căn cứ. Các ngươi nhìn, là tiểu tử kia. Nghe nói đêm qua vị hôn thê của hắn lại đột nhiên biến mất không thấy, thật đáng thương a. Ngươi nói ai không phải đâu. Bỗng nhiên, hai người ánh mắt nhìn về phía trên đường lớn một cái thất thân chán nản người thanh niên trên thân. Vừa vặn, là một cái điểm đột phá. Nghe được cái này, Lãnh Vũ hai mắt tỏa sáng, xoay người sang chỗ khác, ánh mắt khóa chặt lại người thanh niên. Chương 43 tìm kiếm dấu vết, cùng tỷ tiên sinh, có thể làm phiền ngươi một chút không? Có một số việc cần tìm ngươi giải. Lãnh Vũ đi thẳng tới giống như cái xác không hồn thanh niên trước mặt, nhìn xem hắn tiểu tụy gương mặt nói. Lãnh Vũ theo số đông người trong lúc nói chuyện với nhau biết được thanh niên thân phận, mà vị hôn thê của hắn tựa hồ gọi là lớp vải lót, ngay tại tối hôm qua đã mất đi bóng dáng. Nhìn xem hắn bộ dạng này sa sút tinh thần dáng vẻ, tăng thêm đỏ rực gương mặt, liền biết không chỉ trong lòng nhận lấy đả kích, trên thân thể đại khái cũng nhận trọng kích. Hắn vừa lên tới liền vô cùng trực tiếp, bởi vì thời gian rất trọng yếu, đến buổi tối chính là quỷ qua lại thời điểm, hắn nhất thiết phải tại ban ngày đem sự tình điều tra tinh tường, sau đó lại bắt được quỷ hành tung. Nhiều trì hoãn một giây, có lẽ liền sẽ có nhiều một người mất mạng. Ngươi, nguyện ý nghe ta nói sao? Cùng tị ngẩng đầu lên, nhìn xem trước mặt cái này tóc trắng như tuyết thiếu niên anh Tuấn, trong mắt lóe lên một tia chờ mong. Từ hôm qua buổi tối đến bây giờ, hắn đã bị đả kích lớn, không có ai tin tưởng hắn lời nói, lớp vải lót là ở trước mặt hắn mất tích, căn bản không phải mất. Hắn ngờ tới đó là trong truyền thuyết quỷ, có thể lại không dám xác định, chỉ có thể nửa tin nửa ngờ, cho rằng đây không phải lỗi lầm của mình, để cho trong lòng tội ác cảm giác giảm bớt. Ân, ta tin tưởng ngươi. Lãnh Vũ mỉm cười, gật đầu một cái. Sau đó cùng tị liền dẫn hắn đi tới một chỗ vắng vẻ đường đi, chung quanh cũng là tường thành. Có đặt tấm ván gỗ, chợt nhìn chỉ là rất bình thường tình trạng. Lớp vải lót chính là ở đây biến mất, chỉ là chỉ chớp mắt thời gian, hồi phục tinh thần lại, nàng liền biến mất không thấy, đây không phải lỗi của ta. Có khả năng chính là những thứ ở trong truyền thuyết quỷ, thế nhưng là không ai tin tưởng ta. Cùng tị giọng nói có chút run rẩy, phát tiết tâm tình của mình. Ân, để ta lại nhìn một chút. Lãnh Vũ vẫy vẫy, để hắn yên tĩnh trở lại. Hắn cũng không có phát giác được cái gì không đúng chỗ, đối với quỷ khí tức, cảm giác của hắn cũng không có nhiều nhạy cảm, trừ phi là Tanjiro khứu giác, có lẽ có thể ngửi được quỷ mùi, cũng tiến hành truy tung. Bất quá Tanjiro cũng không tại ở đây, cho nên hắn chỉ có thể đem chuyện này giao cho những người khác. Còn tốt Nezuko ở đây,
Lãnh Vũ Tâm bên trong thầm nghĩ, nhẹ nhàng thở ra. Nezuko cùng thông thường quỷ khác biệt, nhưng mà lẫn nhau cảm giác hơi thở, còn có thể làm được. Cùng tỷ tiên sinh, ngươi ở yên tại chỗ chờ ta một hồi, ta lập tức đi ra. Thế là hắn cúi người bên trên hòm gỗ, trực tiếp một cái lên nhảy, rơi xuống bên cạnh trong đình viện, một chỗ bóng mát chỗ, không có ánh mặt trời chiếu. Đứa nhỏ này đang làm cái gì? Cùng tỷ hơi nghi hoặc một chút đánh giá Lãnh Vũ động tác cổ quái. Nhảy, dậy rồi, tiếp đó ánh mắt trợn to, nhìn xem Lãnh Vũ cõng cái dương, còn trực tiếp nhảy qua tường vây, một chút kinh ngạc nói không ra lời. Mở ra hòm gỗ, Nezuko có chút sợ hãi rụt rè vươn cái đầu nhỏ, dù sao mặc dù không có dương quang trực tiếp chiếu xạ, nhưng bây giờ vẫn còn ban ngày. Nezuko, nơi này có quỷ khí tức sao? Lãnh Vũ hướng nàng vấn đạo, tiếp đó cho nàng giải thích một chút. Ân, cắn cây trúc Nezuko như có điều suy nghĩ, tiếp đó gật gật đầu, cố gắng phát ra âm thanh. Thì ra là thế, hắn trên đại khái minh bạch Nezuko ý tứ, ở đây quả thật có qua quỷ khí xuất hiện, mặc dù đã đạm bạc không thiếu. Tốt, Nezuko, ta buổi tối lại thả ngươi ra đi. Nezuko vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, tại nàng hơi nghi hoặc một chút trong ánh mắt, đem hòm gỗ phong tỏa ngăn cản, không để dương quang thăm dò vào. Tiếp đó lại là nhảy một cái, nhẹ nhõm vượt qua cao vài thước tường vây, rơi vào cùng tỷ trước mặt. Cùng tỷ tiên sinh, để chúng ta tiếp tục nói chuyện a. Lãnh Vũ nhìn xem hắn, tiếp tục mở miệng nói, người nói không sai, ở đây chính xác xuất hiện quỷ. Chẳng lẽ, người chính là trong truyền thuyết quỷ sát đội thành viên? Cùng tỷ đã phản ứng lại, một mặt khiếp sợ vấn đạo. Nếu như lúc trước hắn không phải nhìn xem Lãnh Vũ trực tiếp một bước nhảy dựng lên cao như vậy, hắn đoán chừng không phải cũng tin tưởng Lãnh Vũ lai lịch. Không sai, Lãnh Vũ gật gật đầu, trực tiếp thừa nhận. Mặc dù quỷ sát đội chỉ là dân gian truyền thuyết, không có chịu đến quan phương tán thành, nhưng còn không đến mức cần cố ý giấu giếm thân phận của mình. Nguyện ý tin tưởng tự nhiên sẽ có, không muốn tin tưởng cũng coi như. Quỷ kia chính là chân thật tồn tại. Cùng tỷ hỏi vấn đề này. Ân, Lãnh Vũ gật gật đầu. Tiếp đó hắn vô tình đả kích lấy cùng tỷ nội tâm, nói, nếu như ta đoán chừng không sai, thời gian dài như vậy trôi qua, vị hôn thê của ngươi lớp vải lót, chỉ sợ đã. Như thế nào, có thể như vậy, cùng tỷ hai mắt lập tức mê mang. Nguyên bản kiên trì không quan trọng hy vọng, bây giờ bị trực tiếp đánh nát. Như vậy, gặp lại. Nói xong, Lãnh Vũ liền muốn quay người rời đi. Các loại. Cùng tỷ âm thanh từ phía sau lưng vang lên. Ân, Lãnh Vũ xoay đầu lại, lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ta nhất định phải nhìn thấy lớp vải lót. Xin ngài giúp ta a. Cùng tỷ nổi lên chính mình toàn lực dũng khí đem lời nói này nói xong. Ân, Lãnh Vũ chần chờ một chút, ý niệm trong lòng chợt lóe lên. Vừa vặn, ta có chuyện còn cần trợ giúp của ngươi. Chương 44 khóa chặt mục tiêu. Có thật không? Cùng tỷ ngẩng đầu lên, kích động nói. Không sai, Lãnh Vũ tiếp tục nói, ngươi hẳn là trong trấn nhỏ dân bản địa a. Vậy ngươi hẳn phải biết gần nhất thiếu nữ mất tích sự kiện a. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi đối với mấy cái này sự tình biết được bao nhiêu? Lãnh Vũ lập tức hỏi ra ba cái vấn đề. Thiếu nữ mất tích sự kiện sao? Cùng tỷ hơi sững sờ. Ta ngay từ đầu cũng chỉ cho là cái này hoàn toàn chính là trên phố nghe đồn tới. Cho nên không có đặc biệt chú ý, nghĩ như vậy tới, bọn hắn cùng lớp vải lót một dạng, chẳng lẽ là bị quỷ bắt đi sao? Các nàng đều có cái gì điểm giống nhau sao? Lãnh Vũ tiếp tục vấn đạo, giống như cũng là nữ hài tử a. Cùng tỷ nghĩ đáp, người đây không phải nói nhảm sao? Ta đây đương nhiên biết. Lãnh Vũ lông mày nhíu một cái. Hắn buổi sáng từ trên đường đi ngang qua liền nghe được không thiếu tin tức, tự nhiên sẽ hiểu điểm này. Hắn cũng minh bạch cái này con quỷ lựa chọn hàng đầu trước mắt hẳn là chỉ là nữ hài tử. Tỷ như trước mắt cùng tỷ, ngay tại hôm qua, vị hôn thê của hắn tại trước mắt hắn tiêu thất, chính mình lại bình an vô sự, chứng minh cái này chỉ quỷ ăn thịt người có quy luật của mình. Trước mắt liền có thể loại bỏ hết nam tính, vì cái gì hắn muốn làm như thế đâu. Đương nhiên là bởi vì lúc buổi tối, trấn nhỏ kích thước không nhỏ, nếu như không thể khóa chặt lại mục tiêu mà nói. Rất có thể quỷ để hắn lần nữa được như ý, cho nên hắn mới tiếp tục thu nhỏ quỷ ăn thịt người phạm vi săn thú. Tranh thủ có thể ôm cây đợi thỏ, nhất cử đánh chết. Tính toán,
người nhớ kỹ mấy cái kia thiếu nữ mất tích là ai chăng? Mang ta đi nhà bọn họ xem. Lãnh Vũ lắc lắc đầu nói. Hắn vừa tới tiểu trấn, đương nhiên sẽ không biết được rõ ràng như vậy, chỉ có thể thông qua nơi đó người quen tới tiến hành hiểu rõ. Ta không rõ ràng, bất quá ta đến hỏi hỏi một chút, mới có thể hỏi ra. Cùng tỷ tự nhiên không có tốt ký ức đi ghi nhớ không liên quan đến mình tên của người ta. Bởi vì đó cũng không phải bí mật gì, rất nhanh, ngay tại cùng tỷ hỏi ra tên và địa chỉ sau đó, hai người liền chịu nhà thăm hỏi đi qua. Hai người trên đường cũng giới thiệu lẫn nhau một chút, cùng tỷ cũng coi như biết Lãnh Vũ tên. Hai người tìm được cửa thứ nhất nhà, gõ đại môn, đi ra một cái to con trung niên nhân. Sirai tiên sinh, xin hỏi một chút con gái của ngươi. Cùng tỷ tại Lãnh Vũ an bài xuống, lập tức lên núi hỏi thăm. Ba, môn tắt liền xuống, để bọn hắn ăn một cái bế môn canh. Cũng đối, nữ nhi của người ta vừa biến mất vô tung, ngươi còn đi lên hỏi thăm. Đây không phải tự làm mất mặt đi. Tính toán, hay là trực tiếp thu thập tin tức của bọn hắn a. Cảm thấy chuyện này có thể không làm được, Lãnh Vũ lập tức bác bỏ một hành động này, đành phải để cùng tỷ đi thu thập một chút các thiếu nữ tin tức. Hô, hô, a, dùng thời gian mấy tiếng, cùng tỷ mới thở hổn hển thở phì phò trở lại Lãnh Vũ bên cạnh, nhìn thế nhưng là mệt muốn chết rồi, trên thân thể lại là thanh một mảnh tím một khối. Chắc hẳn thu thập tin tức thời điểm bị người ta nhân ra phát hiện, mới bị đánh a. Lãnh Vũ quân, đây là ta thu thập gửi tin tới hơi thở, vì cái này, ta thế nhưng là suýt chút nữa bị người ta phụ mẫu đánh chết. Cùng tỷ một tay lấy giấy đưa tới, một cái chua xót nước mắt nói. Vì tìm vị hôn thê dấu vết, thật đúng là hắn khổ cực đâu. Thì ra là thế, Lãnh Vũ đem phía trên tin tức tương chiếu so với đi qua, bừng tỉnh đại ngộ đạo. Trong lòng đã có trên đại khái phán đoán. Lãnh Vũ quân, người phát hiện cái gì sao? Cùng tỷ vui vẻ nói. Cùng tỷ tiên sinh, người không có phát hiện sao? Mất tích nữ hài tử mặc dù đều có các đặc điểm, nhưng mà duy nhất giống nhau điểm chính là bọn hắn cũng không có tuổi tròn 16 tuổi. Lãnh Vũ thản nhiên nói. Thì ra là thế, quỷ mục tiêu chỉ là 16 trở xuống nữ hài sao, chẳng thể trách lớp vải lót cũng bị bắt đi. Tại hắn nhắc nhở phía dưới, cùng tỷ cuối cùng phản ứng lại. Lãnh Vũ đã lười nhác đánh vỡ hắn cái kia ảo tưởng không thực tế, một cái bình thường yếu đuối thiếu nữ, thực sự khó mà trốn qua ác quỷ truy sát. Chúng ta đi thôi, Lãnh Vũ mở miệng nói. Đi cái nào, cùng tỷ phát ra nghi vấn. Đi ôm cây chờ quỷ. Lãnh Vũ ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt lấp lóe hàn quang. Như là đã xác định quỷ ăn thịt người phạm vi săn thú, hắn liền tìm được tiểu trấn thống kê nhân khẩu tin tức chỗ. Lén lén tiềm nhập đi vào. Thông qua 3 giờ sàng lọc, cuối cùng đem mục tiêu hạn chế đến mấy cái trong vòng. 16 tuổi trở xuống thiếu nữ rất nhiều, nhưng năm nay tuổi tròn 16 tuổi cũng không có mấy người, kế tiếp chỉ cần cường điệu chú ý hảo mấy cái này là ai là được rồi. Lãnh Vũ mặc mặc đem mấy cái thiếu nữ địa chỉ cho ghi nhớ, ánh mắt check đi nhất chuyển. Còn con nữ hài tử này, lập tức liền muốn tuổi tròn 16 tuổi. Không sai biệt lắm đến quỷ phạm vi săn thú bên ngoài, như hôm nay muốn hạ thủ, mục tiêu của hắn cực lớn có thể là nàng. Thế là, nhớ cái cô gái này địa chỉ sau, hắn trực tiếp để cùng tỷ tới người nhà này cửa ra vào, trực tiếp tiến hành bái phòng. Bảng số phòng trên đó viết Fujiwara, hai chữ, ở để diện tích rất lớn, lối kiến trúc cũng rất tốt, vị trí cũng không tệ. Thoạt nhìn vẫn là cái gia đình giàu có, hẳn là tốt hơn nói chuyện a. Đi theo Lãnh Vũ tả hữu đánh xì dầu cùng tỷ thầm nghĩ nói. Lúc này, mắt thấy cách hoàng hôn mặt trời lặn ước chừng còn có một cái giờ. Phanh, 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 việc quan hệ khẩn yếu, Lãnh Vũ trực tiếp gõ đại môn. Chương 45 thuyết phục, là ai? Đại môn chậm rãi mở ra, đập vào mắt là một vị khí chất yêu nhã, tướng mạo ôn hòa, tóc mai biên thùy, tựa như Yamato Nadeshiko tầm thường trung niên mỹ phụ. Trung niên mỹ phụ ánh mắt hơi sững sờ, hắn còn tưởng rằng là ai sẽ tại cái thời điểm này tìm tới cửa mở, không nghĩ tới lại là một cái thanh niên cùng một vị, khả ái, hài tử. Thế là nàng mỉm cười, lộ ra nụ cười hòa ái nói, xin hỏi một chút, các ngươi là tới tìm ai? Ngài chính là Fujiwara phu nhân. Lãnh Vũ tuy là nghi vấn, nhưng kỳ thật đã xác định thân phận của nàng. Không biết ngươi tìm ta chuyện gì đâu. Fujiwara phu nhân có chút kỳ dị vấn đạo. Xin hỏi một chút, con gái của ngài bây giờ tại nhà sao?
Lãnh Vũ tiếp tục vấn đạo, chẳng lẽ các ngươi là tới tìm ta nữ nhi? Fujiwara phu nhân trong ánh mắt thoáng qua một tia cảnh giác, nữ nhi của nàng thế nhưng là tiểu thư khuê các, ngày bình thường cơ hồ không có đi ra ngoài, trước mắt hai người kia chẳng lẽ có mục đích riêng? Chủ yếu là cùng tỷ bây giờ bộ dáng sưng mặt sưng mũi, nhìn liền không giống bộ dáng người tốt, cũng làm cho Mi Thanh Mục Tú Lãnh Vũ đánh giá đi theo một chút thấp xuống không thiếu. Vậy là tốt rồi, Lãnh Vũ mặc mặc gật đầu, quyết ý đánh đòn phủ đầu. Kỳ thực đâu, Fujiwara phu nhân, con gái của ngài Fujiwara tiểu thư đã bị quỷ để mắt tới. Lãnh Vũ ngữ khí trầm xuống, tạo nên không hiểu kinh khủng không khí. Quỷ, ngươi đang nói gì đấy? Tiểu hài tử không nên mở loại đùa giỡn này a. Trên thế giới này không tồn tại quỷ loại vật này. Fujiwara phu nhân hơi kinh hãi, tiếp đó rất nhanh thu liễm, vừa cười vừa nói. Fujiwara phu nhân, ngươi hẳn phải biết gần nhất thiếu nữ mất tích án lệ a. Lãnh Vũ khóe miệng dương lên. Vậy thì thế nào? Fujiwara phu nhân sắc mặt cứng đờ, duy trì nụ cười. Bất kể như thế nào, nàng cũng sẽ không tin tưởng quỷ loại kia hoang đường tồn tại. Kỳ thực a vị này cùng tỷ tiên sinh cũng là chuyện này người bị hại, vị hôn thê của hắn ngay tại đêm qua mất tích, không tin ngươi có thể hỏi hắn. Lãnh Vũ chỉ bên cạnh tay chân luống cuống cùng tỷ. Gặp Fujiwara phu nhân đưa mắt nhìn sang cùng hắn, cùng tỷ lập tức giải thích nói, lúc trước hắn kinh lịch hết thảy, tiếp đó giải thích Lãnh Vũ thân phận. Tiểu hài tử này là quỷ sát đội thành viên. Fujiwara phu nhân ánh mắt lộ ra cực lớn vẻ khiếp sợ, tiếp đó lắc đầu. Cái này sao có thể? Nói chuyện vô căn cứ đạo lý ta vẫn biết được. Lãnh Vũ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đối với người bình thường tôi nói, không có tận mắt chứng kiến qua, cả một đời cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vậy, dùng sự thực đến nói chuyện sẽ càng thêm có cường độ. Thế là hắn trực tiếp rút đao dựng lên, lưỡi đao trực tiếp quán xuyên tường đá. Giống như đâm xuyên một khối đậu hũ một dạng. Cái này, làm sao có thể? Fujiwara phu nhân không dám tin, muốn làm loại trình độ này cần bao lớn khí lực cùng kỹ xảo, người bình thường làm sao có thể làm được? Chúng ta vẫn là đến bên trong rồi nói sau. Lãnh Vũ cảm giác chung quanh giao lộ ẩn ẩn nhìn qua ánh mắt, thế là đề nghị. Thất lễ, Fujiwara phu nhân thân hình hơi hơi khom người, đem hai người đón vào. Điều này nói rõ trong nội tâm nàng đã ẩn ẩn tin tưởng một bộ phận. Bất quá coi như không tin, khi nhìn đến một đao này uy lực, trong lòng cũng sẽ cảm thấy một tia e ngại. Mẫu thân, hai người kia là. Ngay tại hai người an ổn ngồi ở trong phòng khách thời điểm, một cái giữ lại xinh đẹp mái tóc đen dài, giữ lại không khí tóc cắt ngang trán, mặc kimono, vô cùng có khí chất thiếu nữ xinh đẹp đi đến. Nàng xem thấy hai người, lộ ra biểu tình nghi hoặc. Ngoặc kép, rất xin lỗi, chưa kịp chuẩn bị trà ngon thủy, chỉ có thể lấy trà thô chiêu đãi hai vị. Fujiwara phu nhân cấp hai người bọn họ rót xong trà. Mặc dù hai người cũng không nhận ra đó là cái gì lá trà, bất quá cửa vào hương vị cũng rất hương thuần, xem ra chỉ là trên đầu môi khách khí mà thôi. Người về phòng trước a, ở đây không có người nhúng tay chỗ trống. Fujiwara phu nhân cân nhắc đến nữ nhi của mình an toàn, thế là hướng về phía nữ nhi Fujiwara Hoa nói. Vẫn là để Fujiwara tiểu thư lưu lại nghe một chút a. Lãnh Vũ lắc đầu, chuyện này hay là trước nói cho một chút người trong cuộc tốt hơn. Tất nhiên chuyện này cùng ngươi có liên quan, vậy thì tới nghe một chút a. Fujiwara phu nhân chỉ biết nói. Fujiwara phu nhân cùng Fujiwara Hoa ngồi ở bên cạnh, mấy người giới thiệu lẫn nhau riêng phần mình tên dễ vào đi xưng hô. Đã xảy ra chuyện gì sao? Mẫu thân, Fujiwara Hoa cảm thấy bây giờ quỷ dị bầu không khí, trong đầu không hiểu ra sao, thế là nhịn không được vấn đạo. Kỳ thực đâu, Fujiwara phu nhân đem Lãnh Vũ lai lịch giảng giải cho Fujiwara Hoa nghe. Quỷ sát đội, đây không phải là truyền thuyết đi. Fujiwara Hoa kinh nghi bất định đạo. Đó cũng không phải truyền thuyết. Lãnh Vũ phủ định đạo. Quỷ kia cũng là chân thực tồn tại sao? Fujiwara Hoa não hải thoáng qua ăn thịt người quỷ truyền thuyết, nghiêm trọng không tự chủ được lộ ra e ngại chi sắc. Không sai, sự tình muốn từ gần nhất trong chấn nhỏ sự tình nói lên. Cuối cùng, tại Lãnh Vũ một phen giảng giải phía dưới, Fujiwara một nhà mới hiểu được tình cảnh hôm nay của mình. Ngươi nói là, đêm nay quỷ liền có khả năng sẽ tìm đến bên trên ta. Fujiwara Hoa có chút sợ mà hỏi. Yên tâm đi,
xem như quỷ sát đội thành viên, ta sẽ chém giết chết hắn, bất quá ta còn hy vọng các ngươi phối hợp ta một chút. Sau đó, Lãnh Vũ đem kế hoạch của hắn nói ra. Ba người khác như có điều suy nghĩ gật đầu một cái.